Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, trong buổi chiều nóng được ngày hôm nay, chúng con đến đây tụ họp lại trong tình thân của một gia đình. Chúng con xin Chúa ở với chúng con và đi với chúng con trong giây phút ngắn ngủi này. Chúng con đến đây vì chúng con thấy được niềm tin được biểu hiện qua tình người và biểu hiện qua tình gia đình của chúng con. Ở với chúng con và đồng hành với chúng con, dẫn chúng con đi để trở thành những người bạn thân thiết của Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa cho chúng con được ơn can đảm để đón nhận những lời Chúa khuyên, những điều Chúa dạy, và nhất là mở lòng để lắng nghe nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hân hoan chào mừng đến tất cả khách đồng hương đến khách sạn 5 sao. Wow. Khách sạn chúng tôi là một nơi địa điểm duy nhất trong nhà dòng này là có thể vào đây yên trí được hai việc, là bỏ con cho ông xã bà xã xem vào đây ngủ có máy lạnh và phê vô cùng. Thưa anh chị em, đề tài ngày hôm nay là ba bà và bốn chuyện. Thế thì có người nói với tôi, chết, cha dám kể tội chúng con, cha dám nhục mạ chúng con là bởi vì cha dám cho chúng con là những người tụ tập lại, là bắt đầu cha bảo chúng con là nhiều chuyện, phải không? Tôi bảo các chị mà nói như vậy là hỏng toét. Tôi không bao giờ nhục mạ ai bao giờ. Bởi vì là một linh mục không bao giờ đi nhục mạ người khác. Chỉ có hay không là mình được cái ơn người khác nhục mạ mình, cho nên là chịu mọi sự xỉ vả bằng lòng. Không có nhục mạ ai bao giờ. Ba bà bốn chuyện không phải là nói đến gọi là các chị là những người nhiều chuyện. Đã có tí cả. Tôi lấy chuyện Kinh Thánh bởi vì là trong Kinh Thánh tôi sẽ kể ba chuyện của ba bà. Rồi nó lần ra chuyện thứ tư, làm một chuyện khác. Thế anh thử ra tôi muốn dùng cái câu này là đánh tâm lý cho các ông, là bởi các ông lười vô cùng. Các bà đánh rõ thầy co. Bởi vì các ông nghĩ rằng là đến đây cha toàn sẽ kể tội các bà cho nên chúng mình đến. Nhưng mà kỳ thật là tôi dùng chuyện ba bà để kể tội các ông. Ba bà bốn chuyện. Thế nên thử ra là anh chị em thân mến, mình quạt tôi cũng quạt. Có người hỏi tại sao hôm nay năm nay cha lại đổi mốt mặc gọi là cái áo này dài thế này, nó có tích cả. Là bởi vì thú thật ngày hôm qua những ai không đi thì không biết. Trước khi tôi đến đây, cha giám đốc Đinh Thanh Bác bắt cho tôi bốc cho tôi cái vé máy bay đi vào lúc 6 giờ sáng. Mà 6 giờ máy bay bay thì 5 giờ phải có mặt. Mà nhờ các sơ chở thì phải 4 giờ đã phải có mặt tại nhà các sơ rồi. Cho nên là 3 giờ, 2 giờ phải dậy. Mặt nhắm mặt mở, quần thì mình ủi rõ ràng để vào đôi giày để rõ ràng, nên lúc đi để quên quần ở nhà. Lên đến đây, đến giờ hội thảo lần thì thấy cái áo dòng mà quần thì lại không có. Mà khốn khổ tôi lại không phải là thiên thần, bởi vì thiên thần thì tỉ cứ từ đây trở lên thôi, không cần mặc quần. Cho nên là tôi bảo thôi thì mình phải có cái sáng kiến, mình lấy ngay cái áo ăn bà đóng vào. Thế là nó ra một cái người lịch sự như thường. Thế anh thường năm nay có cái mốt áo dài. Và cái màu này thì có vẻ bảo sao cha giống màu ông sư thế. Đấy, chuyện tính sao nhá. Rồi, thì câu chuyện ngày hôm nay kể chuyện cho anh chị em ba bà mà bốn chuyện. Rồi, anh chị em thân mến, trong cuộc sống gia đình của chúng ta, nếu mà tôi kể lý thuyết không thì anh chị em nghe mà thôi nó nhàm lắm, là bởi vì là thưa anh chị em, lý thuyết thì chúng ta nghe nhiều rồi. Nhưng mà hễ mà kể chuyện là anh chị em thích vô cùng, là bởi vì chuyện thì chúng ta dễ nghe, và cuộc đời của chúng ta là nó gắn bó với lịch sử, và lịch sử thì phải có gì? Có chuyện. Và có người hỏi với tôi tại sao mà cha là lắm chuyện thế? Tôi bảo tôi lắm chuyện là bởi vì tôi được cái ơn ở giữa những người nhiều chuyện.
Mà bởi tôi nhiều chuyện là bởi vì làm sao? Chuyện gì, chuyện nhớn, chuyện bé có gì là vào chỉnh trà. Anh thử ra, nó ra cái nông nỗi này. Cho là lắm chuyện ha. Rồi, thế thì tôi kể chuyện của Thánh Kinh cho anh chị em nghe. Dùng Kinh Thánh và những câu chuyện mà người ta, tiền nhân của chúng ta đã được mặc khải mà không có dùng gì sâu xa cả. Lấy câu chuyện thường ngày xảy ra ở trong cuộc sống này, rồi các ngài lựa chọn và được sự mặc khải của Chúa, các ngài viết xuống cho chúng ta. Để nhờ đấy chúng ta qua câu chuyện đấy học đến sự khôn ngoan mà Chúa muốn dạy cho mình. Đấy. Thế thì trước khi kể chuyện thì tôi lân la một tí thế này nhá. Năm ngoái thì đề tài của chúng ta là gì? Có ai nhớ không ạ? À, nụ hôn trong hôn. Không ngờ, có người bảo hôn nhiều quá nó overheat. Mà rồi còn có một cái đề tài nữa là vật nhau trong đêm gì? Trong đêm đen. Mà đề tài đấy là của người trẻ. Thế mà đến lúc mà đến đây hỏi đề tài gì thì người lớn chỉ nhớ có mỗi cái đề tài đấy thôi. Giờ tôi mới hiểu tại sao vật nhau trong đêm đen thành thử dân số gia tăng. Hiểu sao hiểu. Việt Nam chúng ta có một cái lối ý nhị vô cùng. Trước khi nói đến chuyện ba bà thì ta phải có một cái nhìn một chút. Ngày hôm nay là hội thảo gia đình. Và nói đến gia đình thì ta thấy một điểm như thế này. Người ngoại quốc khi mà giới thiệu nhau thì thường thường cái lời giới thiệu về người phối ngẫu của mình mang tính chất gần như là cá nhân nhiều hơn, ít mang tính chất cộng đoàn. Còn người Việt chúng ta khi giới thiệu người phối ngẫu thì mang cái tính chất cộng đoàn và tập thể. Thế thành thử ra nếu chúng ta chọn một trong hai thì đôi khi chúng ta cũng hững chân. Quá đến Mỹ mình hội nhập, bây giờ mình tập cả hai, phải không ạ? Người Mỹ người ta giới thiệu người phối ngẫu của mình, các ông mà giới thiệu các bà thì gọi các bà là gì nào? À, không, Mỹ mà, nhà tôi làm sao? Này là coi như là my sweet gì? My sweetheart. À, quả tim ngọt của lòng anh. À, hình như là thỉnh thoảng các sư cũng hay gọi như vậy lắm này. Bởi vì vừa rồi tôi ra ngoài cái quán mà ơn gọi thì một sư Mỹ ra ôm lấy ôm để hôn my sweetheart. Hay là còn gọi là gì? My gì? Hả? À honey, người bạn ngọt ngào của anh ơi. À, màn hình chất ca nhân. Thế nhưng mà người Việt Nam chúng ta thì ý nhị hơn. Giới thiệu vợ mình thì nói làm sao? Đây là gì? My house, nhà tôi. Tức là tôi có cái gì? Cái nhà. Nhà tôi ở nhá. Đừng có ngồi nhà mình nhìn nhà khác bảo nhà khác đẹp hơn. Lắm lúc lại còn đi lộn nhà nữa. Đây là khuôn nạn này. Hay là 10 hay 15 năm sau và house for rent. Hiểu sao hiểu. Con người bảo đây còn on sale. Thế rồi ngược lại thì các chị giới thiệu chồng mình gọi là đây là ông gì? Ông xã. Tức là tôi có cái gì? Cái xã. À, nhà mà không có xã thì là nhà ma. À, mà xã mà lại không có nhà thì ra xã xệ. À, thế thì anh thử rằng là Việt Nam chúng ta mang tính chất quần thể, mang tính chất cả một gia đình. Vì vậy nếu chúng ta dùng cả hai, chúng ta mang tính chất tập thể như một gia đình của con cái Chúa và gia đình anh chị em với nhau, và chúng mang cái tâm tình gọi là cá nhân để đi vào cuộc đời của nhau, tôi thiết tưởng nó quý. Cho nên là dung hòa được. Và Kinh Thánh ngày hôm nay tôi kể chuyện anh chị em là chuyện dung hòa. Những chuyện mà Thiên Chúa làm trong cuộc đời, Ngài dung hòa với cái chất đời của chúng ta để dạy chúng ta đời sống gia đình. Nghe anh đây sướng chưa đã nào? À, khoái chưa ạ? À, nghe tiếp không?
Tôi bảo rồi, tôi là người lắm chuyện mà. Rồi. Ba bà và bốn chuyện. Năm nay chủ đề của ngày Thánh Mẫu chúng ta là gì nhỉ? Năm mân côi. Rồi gì nữa? Bà đầy ơn phúc. À, bà đầy ơn phúc. Và cái chữ ơn phúc mà anh chị em nghe thường ngày qua kinh Đức Mẹ, qua kinh Kính Mừng đấy, lời mà Thiên Thần nói với Đức Mẹ đấy, chúng ta nghe rỉ rả qua tai, chúng ta ít biết cái ý nghĩa của nó. Thế thì bây giờ tôi nói cái chuyện ân phúc đấy một chút, để mà tôi dẫn vào chuyện của các bà để các chị anh chị em hiểu. Thứ nhất, cái chữ phúc hay là cái chữ blessing hay là cái ân phúc mà chúng ta nói trong tiếng Việt đấy, thì cái từ ở trong Hy Bá gọi là baruka, hay còn gọi là baruk. À, và cái câu kinh mà người Do Thái vẫn đọc thường ngày, mà tôi nghĩ cái câu này là câu Đức Chúa Giêsu, Ngài là người Do Thái và lớn lên trong phong tình của người Do Thái và của cha mẹ mình, thì Ngài cũng vẫn đọc thường xuyên. Đó là Barak Ata Adonai, có nghĩa là gì? Blessed are you, O Lord. Hay còn gọi là gì? Lạy Chúa, chúng con chúc phúc tụng, chúc tụng Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa vì cái phúc mà Chúa ban. Thế nhưng mà dịch như vậy vẫn chưa hay anh chị em ạ. Bởi vì cái từ của người Do Thái chính ra Baruch Ata Adonai có nghĩa là gì? Có nghĩa là acknowledging the power, the blessing mà Thiên Chúa làm trong cuộc đời của mình. Hay còn có nghĩa là nhận ra ân sủng mà Chúa làm trong cuộc đời của mình. Cho nên cái lời mà Thiên Thần nói với Đức Mẹ Maria, bà đầy ơn phúc, không có nghĩa là chỉ nói tính cách là Chúa ban, nhưng mà các thiên lúc Thiên Thần lúc bây giờ nói với Đức Mẹ như thế nào là Maria, chị có phúc là bởi vì chị là người đã nhận ra quyền năng phúc cả mà Chúa đang làm trong cuộc đời của chị ngày hôm nay và suốt cuộc đời của chị đấy. Và cái kinh đó nếu mà đọc thường ngày trong gia đình chúng ta sẽ thấy lạy Chúa, chúng con nhận ra quyền năng và phúc lộc mà Chúa làm trong cuộc đời của chúng con và gia đình của chúng con. Thế thì tôi xin anh chị em cùng với tôi nghe câu chuyện của ba bà để xem là các bà nhận ra quyền năng và phúc lộc Chúa làm nơi các bà như thế nào. Thế hình thử ra ngày hôm nay đọc kinh Kính Mừng thì mình thấy mình hiểu một cái ý nghĩa mới nhá. Đã không anh chị em? À, chứ không nọ hôm nay mình cứ đọc như vẹt vậy này Chúa đi. Đọc cứ như thế là tàu Thống Nhất chạy xình xích đến cái chỗ nào không xịch nữa thì ị lại. Hỏng tuyệt. À. Đây. Chuyện các bà. Trong Phúc Âm Thánh Matthew thì kể chuyện Chúa Giêsu, gia phả Chúa Giêsu. Có hai vị viết gia phả. Vị thứ nhất là Thánh Luca và vị thứ hai là Thánh Matthew. Matthew thì kể chuyện gia phả về đàng bố, còn thì Luca kể chuyện gia phả về đàng bố nhưng mà lại ngoẹo qua chuyện của đàng gì? Đàng mẹ, cho nên mới gọi là phúc âm của mẹ và phúc âm của bố. Trong phúc âm của bố thì nhìn từ đầu cho đến cuối cái gia phả Chúa Giêsu thì nhắc đến câu chuyện có bốn bà được kể. Bốn bà. Bao nhiêu là các ông như vậy? Chuyện kể tất cả là chia ra làm 3 giai đoạn, mỗi một giai đoạn là 14 đời. Toàn các ông thôi. Thế mà trong cái gia phả đó thì có tên của 4 gì? 4 bà. Và 4 cái khuôn mặt của các bà đấy là 4 cái hiện trạng gia đình trong cuộc đời của ai? Của chúng mình hết anh chị em. Thì tôi xin kể chuyện bà thứ nhất. Đó là bà Thama. Bà Thama. Anh chị em biết bà Thama là câu chuyện bà như thế nào không? Có ai biết chuyện bà này không? À, nếu anh chị em mở sách Kinh Thánh ra ở trong Sáng Thế Ký chương 38 nhá, nhớ đi, mai mốt thì về nhà thì lật Kinh Thánh ra mà đọc thì anh chị em nhớ. Thì có kể một cái câu chuyện này là trong cái gia đình dòng họ Juda. Anh chị em biết ông Jacob đẻ ra bao nhiêu người con nào? Bao nhiêu người con? 12 người con. À, có nhớ tên 12 người con không? Biết là 12 chi tộc chứ có biết con là tên là ai đâu. À, cũng như mình bây giờ mà con cái đẻ ra lắm đúng không? Mình là siêu quá để hỏi con mình tên gì, bảo tôi cũng không biết là phải hỏi bà ấy. À.
Trong 12 người con đó thì Chúa Giêsu sinh ra trong gia đình, trong chòm nhóm của gia đình nào nào? Gia đình nào? Giuse à? Tôi đang kể chuyện cụ ước nhé. 12 chi tộc thì 12 người con thì được đẻ ra bởi bốn gì? Bốn bà. Nhớ nhá, bốn bà. Nhớ không, câu chuyện là ông mới đem, ông mới yêu cô Rachel, Rachael, mà bị cậu đánh lừa lấy cô chị là Lê gì? Lea. Bảo là không có yêu người ta, chỉ có ở với nghĩa thôi mà đẻ cho người ta 6 đứa con. Đấy. Thế rồi thì sau đó gian nan lắm mới yêu, mới được lấy cái cô vợ mà mình yêu, người tình đầu tên là bà Kha gì? Rachael. Tôi không có kể chuyện dài dòng bởi vì cái chuyện này kể năm ngoái rồi nhá. Thế thì 12 người con thì Đức Giêsu sinh ra trong gia đình của Juda, chi tộc Juda nhá. Không phải Juda bán Chúa đâu đấy nhá. Juda là một tên rất là quen thuộc với người Do Thái. Thế thì chi tộc Juda, ông Juda, câu chuyện kể như thế này. Là ông Juda một lần kia đến một xứ nọ thăm một người bạn ở Adulam tên là Khira, và tại đó ông thấy một người con gái đẹp tên người Canaan, tức là người xứ ngoại. Ông ta thấy cô này tên là Sua thì lấy làm vợ và ăn ở với cô ta, đẻ ra ba người con. Người con thứ nhất tên là E, người con thứ hai tên là Onan và người con thứ ba tên là Sela. Ba người con trai. Thế thì đến cái tuổi nó lớn cập kê thì phải đi hỏi gì? Hỏi vợ cho nó, xem tông, hỏi vợ, công cha gánh, xét giống, dựng chồng, nghĩa mẹ mang. Cho nên là phải đi gọi gì, hỏi gì? Hỏi vợ. Thì đến một cái làng kia, gặp một người tên là Tama, thì ông mới lấy cái cô này gọi về và cưới cho cô này với đứa con đầu tiên của mình, gọi cô ta về làm dâu. Và cô Tama bây giờ là vợ của đứa con đầu, gọi là dâu cả đấy, là lấy ông gì? Ông E nhá. Rồi. Thế thì lấy về một thời gian thì câu chuyện kể là bởi vì là ông mới mất nghĩa với Chúa cho nên là Chúa khiến cho ông mới mất sớm. Lấy về mình là phận đàn bà mà ở với cái ông này chưa được chọn nghĩa, chọn tình. Con cái chưa có, mà thời đấy nếu mà con cái không có, về già không có ai lo cho. Cho nên đối với thế hệ, đối với lại xã hội Do Thái thời đó, một người đàn bà mà không có chồng, có con, không có một đứa con để mà làm nối dõi và lo cho mình về già, thì người ta gọi những người đó là người vô phúc vô cùng. Thế thì bây giờ anh ta chết sớm như vậy, thì bây giờ cô ta trở thành người gì? Quá, mà có ăn ở với người ta đâu, chưa kịp ăn ở với người ta, bây giờ trở thành người quá bụa. Thế thì khổ một cái như vậy này, bây giờ đó, cái thân phận của mình như thế là bèo trôi. Rốt cuộc ông bố chồng mới bảo bây giờ thôi, chồng con, cái số nó chẳng may nó mất sớm, thì bây giờ con ở lại đây, bố lo liệu cho con, lấy làm vợ cho cái thằng kế. Cho nên gả cô Tama để lấy cái anh kế tên là Onan. Ông Onan, anh chị em biết cái chuyện này thì đừng có nói mà tại sao thời đó nó dã man như vậy nhá. Người ta gọi là thời đại nào kỷ cương đấy, ngay cả thời Chúa Giêsu ngày xưa đó, có cái câu chuyện là có một bà đấy, có cái ông biệt phái đến hỏi là bà này bà ấy có tới 7 người gì, 7 người chồng, mai mốt bà ấy chết thì bà ấy ở với ai, lên đời sau thì bà ấy ở với ai, có nhớ câu chuyện đó không ạ? Tức là chồng mình chết rồi, mà mình trở thành quá bụa, không có người lo thì phải lấy người gì, người em đấy để họ lo cho. Thế thì cái ông Onan lấy về và biết rằng là bây giờ chị dâu mình về thì lại thêm gánh lại lo thôi, chứ còn thật sự ra đâu có phải là người tình của mình đâu. Mà con cái mà giờ có đẻ ra từ cái cô này đó thì cũng chẳng được lấy tên mà nối dòng của mình, mà phải lấy tên nối dòng giống ông anh ruột của mình. Cho nên là trong cái lúc mà ăn ở với nhau đó thì ông ta cố ý không để cho cô ấy có con. Vì vậy thành thử không có cái chuyện mà gọi là ăn ở thật sự trong cái ý nghĩa chăn gối vợ chồng. Thế thì Kinh Thánh nói vì ông ăn ở gian dối như vậy, Chúa không chúc phúc cho nên khiến cho ông muốn chết sớm. Đấy, lạy Chúa tôi, mấy bà nghe thảm thương quá. Thế thì bây giờ cô ta lại trở thành gì? Quá. Và
ông bố chồng bây giờ thấy người con dâu bây giờ lỡ cỡ như vậy mà bây giờ không nỡ gửi người ta về nhà thì mất mặt mình, mà rồi thì khổ cho cái cô này, không nỡ. Nên mới bảo cô ấy một câu như thế này: thôi bây giờ cái số của con nó cũng gọi là cao gì? Cao số. Đấy. Không biết gò má có cao hay không, không biết. Đấy. Uống miếng nước ra kể tiếp. Hôm qua khát nước thì người ta cho cái chai tu, hôm nay người ta cho nguyên một cái xô nước to như thế này. Chắc là đủ nước để tí xem ai có cần rửa tội rửa luôn. Lạy Chúa, thôi trong các người nam và người nữ sinh ra thì chẳng có ai đáng yêu hơn cha. Cha đã lo cho con thế vậy thì lòng con đau đớn và khốn đốn trong lòng. Sung sướng lắm, có quạt. Rồi. Thế thì bây giờ gửi cái anh này, bây giờ người con mình chết rồi làm sao? Ông ta mới nói một cái câu đãi bôi như vậy: thôi con ơi, bây giờ con về lại quê nhà, con ở tạm đi, đợi cho cái thằng chót, tức là thằng xê la, thằng út thì nó lớn lên, rồi bố sẽ gả nó cho con. Đấy, ngày xưa mình gọi là cái tục gọi làm sao gì? Tảo hôn. Chúa tôi phận gọi là phụ nữ mà phải làm vợ một người gì? Một người em bé. Đấy. Mình ra đường mình bế nó như thế là một bà vú mà bế đứa gì? Đứa con, mà kỳ thật nó lại là chồng mình. Đấy. Anh thử đừng có tưởng tục tảo hôn chỉ có Việt Nam mới có đâu. Đấy, anh chị em thấy không? Gian nan vô cùng. Ông ấy hứa như vậy và ông gửi về nhà. Thế là bây giờ làm sao? Mình trở thành một người đàn bà vô tình hay hữu ý? Mình trở thành một người đàn bà quá bùa. À, cái đó. Không, mà con thích cái này. À vậy à? Cha bảo trông cha tếu. Tôi bảo cha hơi đầu cha chê con tếu. Cái mà con lo nhất là giọng cười của con ấy. Có người bảo tôi cười dê chết anh được. Năm nay là năm Mùi mà. Thánh quan thầy. Vỗ tay thích chí rồi. À, thế thì bây giờ cô ta về, và về một thời gian thì không thấy ông ấy đá động gì hết cả. Ở nhà, đến rồi rút cuộc thì làm sao anh chị em? Rút cuộc vợ của ông ấy mất, tức là mẹ gì? Mẹ chồng của mình mất, mà ông ấy gần như ông quên luôn. Ông ấy chỉ sợ bây giờ cái con bé này nó cao số quá, bây giờ cho nó về nó làm vợ của cái thằng con út của mình, mà nhỡ ra nó cao số quá thì thằng bé này nó chết luôn, thì mình không có con gì nối gì, nối dõi. Cho nên ông lờ luôn anh chị em ạ. À, ba bà mà bốn gì? Bốn chuyện. Anh chị em thấy đau khổ không? Đấy. Thế thì rút cuộc rồi thì sao? Cô ấy biết rằng là cái thân phận của mình như thể là cánh bèo dạt trên sông. Và Tama là một người ngoài, là một người đã dùng tất cả sự khôn ngoan của mình. Và trong cái khôn ngoan mà anh chị em sẽ thấy là có vẻ nó như thể là tầm thường, trong cái khôn ngoan của cô ta trông nó có vẻ như là trái luân lý, nhưng mà kỳ thật nó lại là một cái cách mà Thiên Chúa cho con người ta nhận là sao anh chị em? Quyền năng và phúc lộc của Chúa ở trên con. Bằng cách nào nào? Ngày đó ông mới đến cái làng mà Tama ở để kiếm người đi xén lông cừu. Thì cô Tama được người khác cho biết rằng là: này, bố chồng của chị sắp sửa lên đây để mà tìm người về xén lông cừu. Thế thì làm sao nào? Cô ta mới bắt đầu làm sao? Cô ta biết bây giờ chỉ còn có một cách này thôi thì mình mới có thể gọi làm sao vào được với gia đình đấy. Còn không, suốt đời của mình sẽ trở thành một người đàn bà làm sao, chị anh chị em? Một người đàn bà quá, nhưng mà một người đàn bà vô gì? Vô phúc. Mình đang nói chữ phúc, mà một người đàn bà vô gì? Vô phúc. Thế thì bà mới cải dạng, ngồi ở trong một cái góc xó, lấy khăn che lại. Trời về chiều, ông mới đi một chặng đường mệt mã, thấy một người khác lạ ngồi chỗ gốc cây. Ông ta đến và dọ dẫm, thấy một người đàn bà duyên dáng, và là một người thấy cũng dễ thương, và là một người tối đâu có thấy đường đâu. Chúa ơi, các ông được cái ơn đấy. Ông ta tiến đến xà nẹo với lại cô ta và không nhận ra đấy là con gì? Con dâu của mình. Nhưng anh chị em biết con dâu để trên cái phương diện giấy gì?
giấy tờ thôi, chứ còn trên phương diện danh chính ngôn thuận thôi, chứ còn thì trên phương diện thực tế thì cô ta chưa ở được với người gì, người nào. Thế là cô ta tìm cách ăn ở với ông ấy đêm đấy. Và ông đó trước khi ăn nằm với cô này, vì thấy mình còn giữ đức công bằng, cần phải giữ đức công bằng, ông mới nói: thế thì làm sao tôi trả nghĩa được cho cô đây, tôi không mang tiền đi. Đấy không các ông đấy. Đức công bằng là tiền xì ra thôi. Đấy. Thử ra câu chuyện này nhắc mình như này: lạy Chúa, thôi đừng có bao giờ về mà cứ nhè vợ ra, rồi mình cứ gọi là tôi đi làm mệt nhọc, tiền tôi giao hết cho bà rồi, xì tiền ra, rồi bắt đầu đòi điều kiện, bây giờ cho tôi thòm thèm tí chứ. À. Có các cụ ngồi đây lắc đầu, cha ơi chớ. À. Thế thì cô mới nói: vậy thì xin ông cho tôi cái cây trượng mà ông gì, ông trống, để làm bằng, và cho tôi lấy cái dây thắt lưng quần của ông để làm chứng. Sau này tôi sẽ gửi hai cái chứng vật này để ông nhận ra và gửi lại tạ gì, tạ cho tôi. Thế là ông trao cho. Sáng ngày hôm sau ông đi mất, không hề biết người đàn bà đó là ai. Ít lâu sau, người đàn bà chị Tha Ma đó có gì? Có mang. Và chị đó có mang thì tiếng đến gì? Đến tai ông ấy. Và ông ấy đâu có biết rằng là người con gái đó chính là người con gì? Con dâu của mình. Cho nên rằng là ông mới cho người đi kiếm thì không kiếm ra cái người cô con gái đó. Một ngày kia Tha Ma cho người mang cái trượng và cái dây thắt lưng quần đến. Ông nhận ra đấy là của mình. Bảo cô đó đâu, cho tôi gặp để tôi trả nghĩa cho cô ta. Đến lúc nhìn thấy cô ta mới biết cô ta là ta gì? Tha Ma. Đấy, ông ta bây giờ mới thấy thì ra đức công bằng bây giờ mình phải lo cho người gì? Người con gái này. Ông ta mới thấy được, ông ta mới thấy được cái bổn phận của mình trong cái xã hội thời đó là xã hội phụ huệ. Đức công bằng không có phải chỉ có trả tiền và xì tiền phe đâu, nhưng mà phải đi vào cuộc đời của người khác qua tình và gì? Và nghĩa nữa. Kinh Thánh kể là ông không ăn ở với bà ấy sau đó nữa. Về phần Tha Ma, về sau bà đã nằm trong gia phả của Đức Giêsu và trở thành cụ tổ của đấng cứu gì? Cứu thế. Đấy. Thế đừng có tưởng nha, Chúa Giêsu của mình khiêm tốn quá sức, Thiên Chúa của mình dễ thương quá sức, xem dòng xem giống để mà gọi làm sao để mà vào sinh vào trong cái gia đình đấy, để mà trở thành đấng cứu độ thế gian. Thế mà chọn dòng giống thì người ta chọn gọi làm sao? Gia đình gọi là thế giá, phải không ạ? Gia đình gọi là thế giá châm anh, giàu có, nổi tiếng, đủ mọi cái lễ nghĩa, phải không ạ? Dòng họ phải là công tằng tôn nữ, đủ mọi sự, ha. Bây giờ đây thì cái giờ hỏi gia đình của bác, gia đình của anh, đến tuổi cập kê gia đình của anh thì gia thế như thế nào, chòm ngõm như thế nào, chi chòm như thế nào. Và cụ tổ tôi là con dâu lấy ông cụ tôi. Thế thì người ta nhìn thấy người ta chạy xa. Và Tha Ma đã trở thành cụ tổ của gì? Của Đức Giêsu. Và Tha Ma sau này đẻ ra hai người con, mà câu chuyện cũng hay thật. Hai người con sinh đôi anh chị em ạ. Đấy. À, hai người con sinh đôi. Chúng ta nhớ lại cái câu mà chúng ta nghe nhé. Các anh chị em nhớ không? Ok. Baruch Atha Adonai. Lạy Chúa, cho con nhận lấy quyền năng và sự chúc phúc của Chúa tỏ ra trong cuộc đời của con. Sinh đôi cách nào các anh chị em có biết không? Hai đứa trẻ trong bụng nó đánh nhau. Giống y như chuyện của bà gì nhé? Bà Rebecca. Khi có mang ông gì? Ông Esau và ông ra gì? Jacob. Nhớ chuyện Jacob năm ngoái không? Đấy. Thế thì đánh nhau quá sức. Đến lúc mà sinh nó ra thì bà đỡ. Tại vì cái đứa mà ra đầu tiên thì làm con gì? Con trưởng. Và làm con trưởng thì được nhận hết tất cả cái gì? À, gia tài. Thì cái thằng con đầu nó chui ra. Nó chưa kịp chui ra, nó đưa cái tay ra. Thì bà ta mới lấy cái dây chỉ đỏ cột vào cái tay của nó để làm dấu. Vì biết cái kỳ sinh này nó khó và có thể là sinh đôi. Thế thì vừa buộc cái dây chỉ vào thì thằng bé chưa thấy chui ra nó lại thọt cái tay vào. À. Có nhiều người nói lạy Chúa tôi sinh gì ghê thế. Đấy, đàn bà sinh nặng đẻ gì?
đè đau. Thành thử là bây giờ mới hiểu được cái câu đó nha. Đấy. Nó thụt cái tay lại. Thì không hiểu tại sao, đâu có biết rằng là nó đang đánh nhau ở trong này. Thằng em đó, nó thấy cái thằng anh chui ra trước, nó không chịu được nó gì, nó lôi lại. Ngày xưa người ta kể chuyện đơn sơ vậy đấy. Y học không có gọi là tân tiến để mà gọi là ultrasound xem nó đánh nhau như thế nào để làm phim, không có đâu. Thế thì đến lúc mà bà đỡ đẻ mới thấy cái thằng kia nó chui gì, chui ra, bà lần xem cái tay của nó thì không thấy sợi gì, sợi chỉ đâu. Bà biết thằng này là cái thằng gọi là không phải thằng đầu rồi, mà là thằng con thứ nó chui ra trước. Cho nên là mới đặt tên nó là Perez, có nghĩa là thằng xé rào. Và Perez về sau là ông nội tổ của vua David, mà Chúa Giêsu sinh ra trong dòng dõi của vua David đấy. Đấng cứu thế của chúng ta sinh đẻ trong dòng họ mà đánh nhau từ trong gì? Trong bụng. Mai mốt mà con cái mình mà nó đánh nhau quá sức mà đến là trừng cha đấy. Nhớ lại câu chuyện này bảo làm sao? Thế nó có tích cả. Chúa Giêsu ngày xưa gia đình còn vậy nữa. Thế thì làm sao? Đến lúc cái thằng kia nó chui ra mới thấy cái tay nó có cái sợi chỉ gì? Chỉ đỏ. Thế thành thử ra đặt tên nó là thằng gì? Zerach. Tức là thằng có cái sợi chỉ mà chui ra gì? Chui ra sau. Đấy. Đấy. Anh chị em thấy. Baruch Ata Adonai. Chúc tụng Chúa vì con nhận ra quyền năng và phúc lộc của Chúa làm trong cuộc đời của con. Chúc tụng Chúa bởi vì Chúa nhận cho con thấy rằng là cuộc đời của con nó có những cái giây phút như vậy. Con cái của con có những lúc nó đánh nhau chí chóe. Nó có những cái lúc mà trong gia đình nó sơ tán không hay. Là bởi vì sao? Thiên Chúa làm người không chọn một gia đình hoàn toàn, nhưng mà chọn một gia đình sứt mẻ. Chọn cái sức mẻ của cuộc đời để làm phúc và dạy cho chúng ta cái phúc của con người và cái phúc và lòng yêu của Thiên Chúa. Đây anh chị em thấy. Đây là chuyện bà ta gì? Tham à. Rồi chuyện bà kế tiếp tên là bà Rahab, cũng là cụ tổ của Đức Giê gì? Giê-xu. Đấy. Nghe sofa so good, đã buồn ngủ chưa? Sắp sửa linh hồn gọi là lìa khỏi xác chưa? Sắp sửa gọi là tiêu diêu miền cực lạc chưa? Ok, thế mà chưa tiêu diêu cho nhau một tràng pháo tay đi. Rồi. Rồi. Thế thì, chuyện kế tiếp là bà Rahab. Bà là người xứ Canaanite. Lịch sử của Do Thái là người Canaanite với lại người Do Thái là đánh nhau gọi là không đội trời chung. Thama cũng là người Canaanite. Mình gọi là xứ Canaan, thành thử ra gọi là người Canaanite. Nhá, xứ Canaan. Thế thì khi mà ông Joshua nhớ chuyện ông Môi-se dẫn gọi là dân Chúa vượt biển đỏ, nhớ không anh chị em? Đi trong sa mạc bao nhiêu năm? 40 năm trời. Và trước khi mà vào đất hứa thì giao lại cho ông Joshua để ông ấy dẫn dân chúng vào. Bởi vì ông Môi-se chỉ có mỗi cái tội thôi là xem lén dung nhan của Chúa, mà Chúa quở cho không được cái phúc vào đất hứa mà chỉ đứng ở trên núi nhìn thấy thôi. Thế thì ông Joshua mới dẫn dân chúng trước khi vào trong đất hứa vượt sông Giô-đăng thì cho người đi thám thính. Gửi một chi tộc một người để đi vào đất ấy thám thính. Gửi 12 người đi thì 10 người nó qua bên đấy làm sao? Nó ở luôn, không thấy nó về. Có 2 người quay trở lại báo cáo bảo dân nó mạnh lắm. Nhưng cuối cùng một lúc thì người Canaanai nghe rằng là dân Cho Thái, dân Israel lúc bây giờ sắp sửa đi vào trong con sông Giô-đăng và tiến vào trong đất Canaan, họ cũng sợ. Bởi vì nghe câu chuyện làm sao là Thiên Chúa của họ, Thiên Chúa mà họ tôn sùng là Baruch Ata Adonai đã chúc phúc cho họ vượt biển đỏ. Ngay cả Pharaoh mà quân chiến lược lớn như vậy mà cũng còn bị làm sao? Bị nạn. Họ sợ. Thì khi vào trong thành đó thám thính thì hai cái người mà thám thính đó thuộc hai chi tộc của ông Joshua và một người thuộc gia đình khác nữa đến thì gặp một người đàn bà tên là bà Rahab. Rahab, các bạn trẻ ở đây đừng có gọi tên của bà là Rahab đâu nhá. Vậy chúa the rehabilitation đấy không phải đâu.
Và bà Rahab đố anh chị em bà ta làm nghề gì? Bà ta là một cô gái điếm. Một cô gái điếm. Và khi hai người dọ thám này vào trong nhà cô ta, thì cô ta vì lòng kính sợ nghe đến danh và câu chuyện mà Thiên Chúa của dân Israel, nên cô ta nể sợ và đã giúp cho hai người thám thính đó ở trong nhà của mình, và còn giúp cho trốn khỏi gọi là vua Canaanai khi cho người đến tìm để bắt hai anh thám thính này. Và cô ta bảo, các ông cứ ngồi ở đây, đợi cho họ đi rồi thì các ông tiến về trên miền núi, vào trong đấy ở 3 ngày. Khi mà họ lùng bắt các ông họ ra khỏi cái vùng núi đó rồi, các ông hãy xuống và đi lần về qua bên cái bờ sông mà đi về nhà của mình. Tôi sẽ đỡ cho các ông. Và tôi chỉ xin các ông một điều thôi. Cái lời của cô ấy nói như thế này: thế thì xin ông hãy nhân danh Đức Chúa mà thề với tôi rằng là bởi vì tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em của tôi và mọi người thân thuộc của tôi được sống khi các ông tiến chiếm vào đất này. Tức là lấy gì anh chị em? Lấy cái gì? Lấy cái gì để mà giao ước với nhau, để ký giao kèo với nhau? Lấy cái gì? Cái tình. Tức là sau này trong cái thơ mà Thánh Phaolô gửi cho tín anh chị em người Do Thái, và Thánh Giacôbê trong thơ gửi cho các anh chị em khác, khen bà này vô cùng. Là một người gái điếm mà có lòng tin sợ một đấng không phải là Thiên Chúa của mình, và đã lấy cái chữ tín nhưng mà cũng cùng lấy cái gì? Cái tình, để mà làm sao cứu kẻ gì? Kẻ khác. Sau này bà ta đã lấy dây thòng xuống cho hai người thám thính đi ra khỏi thành. Và hai người thám thính nó cũng dặn lại là vì bà lấy tình mà cư xử với tôi, chúng tôi cũng sẽ lấy tình mà ăn ở lại với bà. Là khi chúng tôi tái chiếm cái đất này, chúng tôi tiến chiếm đất này, thì xin bà hãy treo một dải dây đỏ trước cửa. Nếu chúng tôi thấy cái dải dây đỏ đó, chúng tôi sẽ để cho cả gia đình và dòng tộc của các bà được gì? Của bà được gì? Được sống sót. Tama là một người đàn bà dạy cho chúng ta chữ tín và chữ gì? Chữ tình. Và sau này thì bà lấy ông Salmon. Và Salmon thì đẻ ra ông Boaz. Ông Boaz thì đẻ ra ông Jesse. Ông Jesse thì đẻ ra ông Đa gì? David. Và David là tổ tiên của Đức Giê-xu. Vì vậy bà Rahab trong gia phả của Matthew là một cô gái gì? Gái điếm, mà lại bà là bà nội tổ của đấng cứu thế. Anh chị em đã nghe câu chuyện này bao giờ chưa? Chưa, ngày hôm nay mới nghe thấy đấy, ghê chưa? Đấy. Baruch Ata Adonai. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa cho chúng con nhận ra quyền năng và ơn phúc của Chúa thể hiện không phải trên cái sự hoàn toàn, trên cái sự chính nghĩa, trên cái sự gọi là hoàn hảo, đẹp đẽ, nhưng mà Chúa tỏ hiện ở nơi cái rách nát, ở nơi cái tầm thường, ở nơi cái tội lỗi, ở nơi cái hèn kém của con gì? Con người. Chuyện bà Ruth. Chuyện bà. Trước khi nói đến chuyện bà Ruth, thì tôi nghĩ chắc bà Ruth thì anh chị em biết rồi, hình như năm ngoái tôi có nói qua, thì tôi xin kể chuyện bà khác đi. Đó là chuyện bà Hannah. Bà Hannah hát một bài hát thời danh mà sau này để lại ở trong lịch sử, và nó in vào trong cuộc đời của những người Do Thái. Và đã là người Do Thái thì không ai là không quen thuộc cái bài hát đấy, bài hát cổ xưa đấy. Và người mà chắc chắn sẽ thuộc bài hát đó là ai? Đố anh chị em biết là Đức Mẹ. Và trong các cuốn Thánh Kinh, trong 4 cuốn Kinh Thánh được viết ra, thì Thánh Luca là người duy nhất viết lại bài hát mà Đức Mẹ hát, có cái tên gọi là Kinh gì? Magnificat. Nhưng mà đố anh chị em có biết cái Kinh Magnificat đó nó có gốc nguồn ở đâu không? Nó chính là bài hát của bà Hannah. Đấy, anh chị em hôm nào mở Kinh Thánh coi, không có phịa đâu.
anh chị em. Thế mà mở sách thánh trang sách của ông Samuel quyển thứ nhất thì sẽ thấy cái chuyện này. Thì tôi xin kể chuyện của bà Hana. Bà Hana có một người chồng tên là ông Elkana, là người được tuyển chọn làm thầy tư tế trong đền thờ. Tên của ông là Elkana, nhớ nhá, chứ không phải là quả cà na đâu nhá. Méo mó nghề nghiệp ấy. Thì bà Hana làm vợ ông Elkana, ông mới có hai bà vợ cơ, chứ không phải một. Lạy Chúa, thời gian bây giờ mình được sống thời cũ ước thì sung sướng cách mấy, phải không anh chị em? Các ông thích sống thời cũ ước không? Bây giờ sợ lắm, bây giờ nói cái gì ra là chỉ sợ tôi bộp thôi. Các bà có muốn cho các ông sống thời cũ ước không? Con người nói với tôi như thế này, thưa cha, chúng con thật thì cha, con chỉ cầu xin con mỗi điều thôi, là bây giờ làm sao con cái con lớn thì con chỉ cầu xin cho ông ấy làm sao mở lòng mở trí mà có lòng phục vụ giúp cho mọi người khác, thì con chỉ cầu xin cho ông đi học làm thầy sáu. Bởi vì làm thầy sáu vĩnh viễn, anh chị em có biết chuyện gì không, là khi chịu chức, trước khi chịu chức và sau khi chịu chức rồi thì không có được tái gì, tái giá. Cho nên mai mốt mà Chúa gọi mình sớm, ông cũng phải ở vậy mà thờ mình. Cho nên ngày hôm nay có tin mới thì anh chị em liệu mà tìm ơn gọi nhé. Gia đình là nơi truyền giống và truyền gì? Truyền giáo. Cho các ông đi học làm thầy sáu để giữ nghĩa vợ chồng. Thế thì Chúa thôi các thầy sáu. Các thầy tha tội tôi nhé. Tôi đã nói rồi, tôi lắm chuyện là bởi tôi ở với giữa những người nhiều gì, nhiều chuyện. Thế rồi. May mà mình không lái xe lên đây. Ra nơi xe nổ lốp. Thế thì bài cái người vợ cả thì con cái, mà bà vợ cả bà ấy cũng khiếp lắm. Cứ mỗi một lần thấy chị gọi là Hana thì bà ấy trêu ngươi. Bà bảo lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì là đấng đầy quyền năng và phúc lộc đã mở cái dạ của con, nên con sơ sơ chỉ có vài mụn con thôi. Trêu ngươi. Hana khổ quá, nó cứ trêu ngươi mình như vậy điên tiết ấy. Khổ quá. Đấy. Mình làm thân phận của người đàn bà thiệt thòi quá sức. Chả có tiếng nói gì cả. Có bà nói với tôi như thế này, thưa cha, mấy ngày hôm nay cha sở của chúng con hội các bà mụ công giáo đấy. Hả? À các bà mẹ, thế là các chị không hiểu. Không ai hiểu chữ này. Ngày xưa anh chị em bên Lương đó, sự tích ở La Vang là thế này này, là khi mà nghe người bên giáo nói có một bà lạ từ trời xuống hiện, và người anh em bên Lương đã mua cái mảnh đất đấy để thờ cúng một bà lạ từ trời xuống, nên đặt tên cái am đó là Thiên gì? Thiên Mụ, tức là bà từ trời xuống. Rồi sau này đó mới rước các tượng ảnh khác về để thờ. Thì sáng ngày hôm sau các tượng ảnh đấy nằm lăn lóc, thấy cái dấu đó anh chị em bên Lương mới trả cái đất tới lại và trao cái am lại cho anh chị em bên giáo. Cho nên cái người mà truyền giáo của chúng ta không phải là của mình đâu, mà người trao Đức Mẹ chúng mình là anh chị em bên gì? Bên Lương. Và cái nơi đó về sau này thành thánh địa là gì? La Vàng. Đấy, Thiên Mụ. Ngày xưa cái chữ mụ là cao cả lắm mới gọi. Cho nên là bây giờ các bà mụ công giáo là đúng rồi. Chúa
Thưa cha, con chả biết cái gì chứ, kinh cẩn thì lập hội chúng con ra, nhưng mà cứ suốt ngày chẳng cho chúng con có cái gì cả. Hay mô có việc gì là cứ kéo đầu chúng con ra đi nấu nướng này. Đấy. Dẫn lên trên ngày đại hội thánh mẫu, chui đầu vào nhà bếp nấu nào là xôi gấc, nấu nào là cơm nem nướng để gây quỹ cho gọi là cộng đoàn xây nhà thờ. Chúng con chả được cái ơn ích gì cả. Lạy Chúa, tôi họp hành chả được gì cả. Cha bảo như vậy có khốn khổ không con không? Đấy. Cơm tấm bởi cơm tấm, xôi gấc bởi xôi gốc. Được sinh ra mà không phải họp hành. Thế thì làm sao mà đòi đồng bản tính với lại các ông ấy được. Ai thông cảm được chuyện nó, vỗ tay em nào. Thế thì 10 phút nữa nhá, 10 phút nữa hết câu chuyện rồi mới bắt đầu hội thảo được không ạ? À, hết câu chuyện à? Thế thì bà ấy khổ quá. Bà ấy thấy cái cuộc đời của mình, gia đình nó vất vả quá, gian nan quá, con cái chả có, người ta coi thường mình. Một ngày kia bà ấy mới bắt đầu làm sao tìm cái kế để mà làm sao để mà cho ông ấy xem là ông ấy phải thế nào chứ. Bởi vì bà ấy chỉ sợ ông ấy sủng ái người vợ cả mà bỏ rơi mình. Cho nên bà ấy làm nũng, bà ấy mang cái, bà ấy làm giả vờ ốm đau, mặt buồn thảm. Cái mặt buồn thảm đau khổ, trông ảo não lắm, thảm thương vô cùng. Từ thời ba tiếc các chị nhà mình được cái ơn này, gọi là bệnh giả vờ ấy. Nhõng nhẽo giả vờ. Các sơ không biết có giả vờ không? Các sơ thì chỉ sơ sơ thôi. Cho các sơ một tràng pháo tay lớn lắm anh chị em ạ. Mấy ngày hôm nay không có giả vờ đâu. Lạy Chúa, tôi cật lực 11, 12 giờ đêm vẫn còn sắn tay đi gọi là rửa gì? Rửa cầu tiêu và nhặt rác. Lạy Chúa thầy, đúng là những đấng nữ lưu cả. Sao lại hỏi vậy? Tôi đã nói rồi, tôi được ơn chịu mọi sự xỉ bà bằng lòng à. Rồi. Thế thì bà ấy giả vờ núng nịu. Một ngày kia ông mới thấy bà ấy âu sầu quá, ông mới đến, ông mới hỏi câu này: em ơi em, sao em làm cái gì mà mặt em thảm não, em có ốm không, em có đau không, mà sao trông em khổ rầu rĩ vậy? Anh xem đi, em khổ quá. Là bởi vì em chẳng có cái phúc mà cho anh được một mụn con. Ông Elkana, ông này hay lắm, đào hoa phong nhã, hết sảy con cao cao. Các anh phải học cái câu của ông nói. Đố các anh biết ông nói làm sao nào. Ông ấy bảo vậy: trời ơi em ơi Hana, tại sao em lại nói vậy? Chẳng nhẽ tình yêu mà em cho anh, mà tình yêu anh cho em, nó lại lớn hơn 10 mụn con hay sao? Tôi đã nói với anh chị em rồi, muốn tán vợ làm sao mở kinh thánh ra. Đủ mọi giống ở trong đây. Anh nào muốn tán vợ mở kinh thánh cha chỉ cách đi tán. Thế thì bà ta thấy vậy, ông ta nói câu đấy, bà đắc ý. Lần này bà lên đền thờ gặp ông Eli. Nhớ ông Eli không? À, ông Eli. Bà ta mới đến đền thờ bởi vì ông Eli là cái nơi mà ông Eli là cái người chăm sóc đền thờ đó. Bà ta giữa đêm trường đến cái chỗ đó cầu nguyện. Bà ta chắp tay, miệng bà ta rầm rì. Khẩn thiết vô cùng. Ông Eli bực bội quá bảo: Chúa ơi, cái bà này biết mụ nào. Đêm trường mà mụ ấy còn đứng ở đây, chả biết cầu nguyện cái gì mà rì ra rì rầm. Chắc là mụ này say rượu. Tôi không nói dối. Trong kinh thánh nói, ông ấy bắt đầu lôi bà ấy ra hỏi: này, tại sao giờ này chưa chịu về nhà mà còn rầm rì ở đây, say rượu phải không? Nếu mà say rượu đi chỗ khác, tại sao đứng trước cửa đền thờ mà rầm rì say rượu như thế này? Thế thì bà ta mới nói làm sao: tôi không có say rượu thưa ngài, nhưng tôi đang cầu nguyện với Thiên Đức Chúa là Chúa của tôi, bởi vì tôi đang trút hết tất cả.
cả tâm can của tôi ra với Chúa. Thì ra không có lời để nói mà chỉ có thầm thì ở trong miệng của mình với tất cả tâm gì? Tâm can. Bà Hana dạy cho chúng ta một điều là trong cái cảnh khốn của cuộc đời, con người tìm với Thiên Chúa không phải là chỉ có đòi và xin, nhưng mà đến với Chúa bằng cách trút hết gì? Tâm can của mình ra. Và thầm thì sau này người Do Thái khi mà họ cầu nguyện, họ bắt chiếc bà Hana. Anh chị em có thấy cái cảnh thỉnh thoảng đứng trước cái bức tường còn than khóc còn lại ở Do Thái, người Do Thái cứ làm sao? Họ cầu nguyện làm sao? Họ lắc lư như thế này. Có biết không? Không biết phải không? Tôi không bao giờ nói dối. Là bởi vì đấy là cách của họ cầu nguyện, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự gì? Sự sống. Cho nên thân thể của mình mà còn di động, tức là nhắc đến sự gì? Sự sống. Cho nên cầu nguyện với Chúa. Và anh em Hồi giáo cũng cầu nguyện với cách gì? Cách đấy. Và Hồi giáo, Do Thái và Thiên Chúa giáo thì thờ cùng một Thiên Chúa. Nhớ nhá, thỉnh thử đừng có bao giờ có cái thái độ gọi là hiềm kỵ. Giáo hội không thích cái đó. Thế thì họ thầm thì cầu nguyện. Cái này thì các bà nhà mình có kinh nghiệm này. Tôi thấy các cụ ngày xưa ở nhà mình, mỗi một lần không biết đi lễ thì không biết cái sự gì, cứ mỗi một lần mà cha dâng bình thánh lên một cái là bắt đầu để tay, gọi là chắp tay chỉ mũi. Chắp tay chỉ mũi, biết không? Và khi cha dâng mình thánh lên bảo lạy Chúa rồi, lạy Chúa rồi, lạy Chúa rồi, ru đi ru đi, các cha cũng sướng nhé. Bởi vì thấy mình mới truyền phép mà Chúa linh ứng thật, mụ này thấy ra sự cao cả của Thiên Chúa mà phát lời, cho nên là cha mới nháy thằng giúp lễ, mày rung chuông to lên cho lão ấy rú lên. Có không? Ngày hôm qua tôi thấy đức cha kiệu ngày thứ gì, thứ năm lúc mà ngài dâng mình thánh lên, ở đằng sau lưng tôi có một số bà chắp tay sốt sáng, lúc đức cha dâng mình thánh lên các bà rú lên. Và hình như thầy giúp lễ càng rung chuông to bà ấy càng rú to. Tôi đã nói là Baruch Ata Adonai mà. Nhận ra quyền năng của Thiên Chúa và phúc lộc của Chúa, thấy không ạ? Đấy. Thế thì qua cái cách gương đó chúng ta học cái gì anh chị em? Là Thiên Chúa của chúng ta đã chọn gì? Cái tầm thường, chọn cái rách nát và chọn cái gì? Cái đổ vỡ của gia đình là nơi điểm tựa và là nơi cho chúng ta tựa vào Ngài trong cảnh huống đấy. Trong bài nói chuyện ngày hôm nay, tôi chia sẻ cái tâm tình đấy để anh chị em thấy trong gia đình của chúng ta nó có những cái cảnh này. Và mỗi khi có cảnh này thì đừng nhớ chuyện đâu xa, hãy nhớ ba bà mà ra bốn gì? Bốn chuyện. Chuyện thứ tư là chuyện đức gì? Đức mẹ. Bởi vì đức mẹ cũng dùng lời của bà Hana và biết được tâm tình cầu nguyện của bà Hana, bởi vì sau đó bà ấy được Chúa cho đứa con đặt tên là Samuel. Và bà đã sung sướng và cầu nguyện như thế này: tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Ngài con ngẩng đầu hiên ngang, con mở miệng nhạo báng quân thù, con vui sướng vì được Ngài cứu độ. Chẳng có đấng thánh nào như Đức Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài. Lời của bà ta đã trở thành một câu chuyện khắc tín vào trong cái cuộc đời của con người, để rồi Đức Maria, mẹ của mình, cũng đi vào cái gia đình của con người đấy, đã nhận ra quyền năng của Thiên Chúa Baruch Ata Adonai, để rồi khi mà thiên thần đến ngỏ lời thì Đức mẹ đã làm sao? Vui và đi vào trong cái cuộc đời đấy, vui và chấp nhận và đón nhận cái ân phúc mà Chúa gửi để làm con dâu của cái gia đình mà Thiên Chúa đã chọn. Cái rách nát đấy là nơi để gửi con của Ngài cho chúng ta. Một lần nữa xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Xin mời anh, cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Kính chào cha. Kính chào anh.
Hôm nay con nghe cha giảng là ba bà bốn chuyện. Vâng. Thì con thấy ba bà bốn chuyện chả có nào có tội cả. Cái tội nó ở chỗ nào thì để tôi nói lại, để anh chị em cứ việc hỏi đi đã. Con mới nghĩ là con mới ngồi thẩm nghĩ có cái tội thứ không biết cái câu chuyện thứ năm không biết có phải là cái tội không. Vâng. Thì con cứ thắc mắc ngọt mãi thì con xin hỏi là trong Kinh Thánh thì trong bài giảng của Chúa tất cả các bài thì cái tội nào là tội Chúa không tha? Đó là con muốn hỏi. Cái vấn đề thứ hai là theo Kinh Thánh, con đi nhà thờ nghe các cha giảng, các thánh của mình có những thánh phạm rất là nhiều tội rồi cuối cùng trở nên thánh. Thì con thầm nghĩ trong lương tâm của con, nếu như bây giờ con có những cái tư tưởng là con cũng ăn ngay ở làn hiện tại bây giờ, không biết mai mốt con có được làm thánh hay không. Hay là bây giờ con đi ăn chơi, đàng điếm, phá phách, 5 năm sau con trở lại cầu xin Chúa, lúc đấy con chết con sẽ được làm thánh. Xin cha dạy con thắc mắc những cái đó, nhiều khi nó còn cứ ẩn trong tâm hồn của con. Cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Chưa thôi, tôi thấy anh hỏi câu chuyện là tôi thấy thương anh quá. Thưa cha, có tội nào mà Chúa không tha không? Giờ tôi hỏi anh nhé. Anh có gia đình chưa? Có chưa? Đó, thế tôi hỏi anh, có tội nào mà chị chưa tha cho anh? Mình gọi là hay hỏi gì? Hỏi quanh. Tội nào thì Chúa cũng tha hết, chẳng có tội nào mà Chúa không tha. Chỉ có mỗi cái mà mình không tha được chính mình thế này, là cái tội này này, là cái mình không tha được. Mà chẳng phải là tại vì Chúa không tha, nhưng mà tại vì Chúa không làm gì được hơn thôi. Đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần ở cái chỗ là không nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa. Cái bài học vừa rồi. Hay nói cái khác là tội đóng gì? Đóng lòng. Cái tội mà đã đóng lòng rồi thì nó trở thành tội thôi, chứ còn không có ai mà kết án mình được nữa. Bởi vì cửa trời đóng thì có Chúa mở, mà cửa lòng đóng thì ai mở cho? Thì có mỗi cái đó thôi. Thưa cha, các thánh phạm đủ mọi giống tội. Ông thánh Agostino, ông lại là một dân lãng tử chịu chơi. Chúa tôi, biết thằng thánh Agostino không ạ? Chịu chơi vô cùng. Ông mới gọi làm sao đời đáng sống, cho nên là phải sống cho đáng đời. Ông ấy chiến lắm. Thế phải sao làm gì? Làm thánh. Bởi thế mà trong kinh, trong giáo hội có một cái truyền thống mà có một cái câu nói hay lắm. Đó làm sao mỗi một vị thánh có một quá khứ, mà mỗi một tội nhân có một tương gì? Tương lai. Cho nên là nếu mà anh ăn ngay ở lành, thế thì anh được làm thánh ngay tại chỗ rồi. Ăn ngay ở lành. Ở lành thì làm thánh, còn ăn ngay thì tôi không biết có được làm thánh hay không. Về nhà ăn ngay. Cơm đâu. Thế thì anh mà ăn ngay ở lành thì 50% anh được làm thánh. Còn 50% nữa anh phải work. Được chưa? Tôi nói vậy ai có tai thì hãy nghe. Rồi. Thế thì là cái thứ ba. Thưa cha, thế thì bây giờ nếu mà như vậy con thấy con thiệt thòi quá, thế thì bây giờ con cứ đi phạm tội cho đã. Để nhỡ rồi đời sau mà nó không có thì mình cũng được đời này chứ. Nhưng mà mình ăn chơi cho đã, không biết là đời sau nó có, mình nhỡ nó có mà mình lại không có gọi là chuẩn bị kịp. Thế thì hỏng to. Nhưng mà nhớ điều này này, Thiên Chúa là đấng hay quên, mà Thiên Chúa là đấng hảo ngọt vô cùng. Chúa Giêsu là đấng hảo ngọt vô cùng, lạy Chúa thôi. Nó nói có một câu, nó nịnh bợ cho một phát, thế là thôi, cho nó vào thiên đàng trước khi cho mẹ mình vào.
thằng kẻ trộm, nó ăn trộm cả cuộc đời nó. Đến giờ phút cho nó ăn trộm cả nước trời. Nó ngói ngọt có mỗi anh cầu nghe tỉ tê sướng quá. Hôm nay ngươi sẽ vào nước trời với ta, quên cả mẹ mình. Anh này thích chí quá. Xin ta gặp cha. Sẽ có tòa giải. Xin anh. Thưa cha, con có hai câu hỏi. Vâng. Câu hỏi thứ nhất, như cha vừa nói là Chúa Giê-xu sinh ra trong một cái gia thế bất toàn. Vâng. Tức là anh em đánh với nhau từ trong bụng mẹ, và cái bà nội tổ thì nói xin lỗi là không có đàng hoàng. Dạ vâng. Thì Chúa đã như vậy, loài người mình đâu có cái gì toàn hảo đâu. Thế mà tại sao, con xin hỏi, tại sao là cho tới giờ phút này ở trong những cộng đoàn dân Chúa của mình á, khi mà chọn một người nào đó ra làm việc là đắn đo cân nhắc xem cái gốc tích của họ, cái quá khứ của họ, rồi họ có đạo đức hay không? Có phải là những người đạo đức có thể làm việc, còn những người không đạo đức không làm việc được hay sao? Cái mục đích của chúng ta là phục vụ, làm thế nào để có hiệu quả phục vụ? Con nghĩ là đây là một cái điều hơi bất công. Đó là một. Cái thứ hai, như con biết, cũng như tất cả mọi người đều biết, là Chúa sinh ra một người nào, Chúa đã tiền định cho người đó một cái số phận, một cái định mệnh. Thưa cha, có phải đúng như vậy không ạ? Dạ vâng. Cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Chúa mà sinh ra một gia đình mà không đàng hoàng như vậy, anh hỏi xong chưa? Dạ, chưa. Mới hai câu rồi. Chưa, mới có một câu thôi. Cái câu đầu. Câu đầu là câu hỏi, còn câu thứ hai con chưa hỏi. Câu thứ hai con hỏi rằng, như vậy khi Chúa đã tạo ra ông Giuđa và Chúa biết rõ ràng sau này ông Giuđa sẽ bán Chúa, Chúa biết rõ điều đó. Và Chúa đã đặt cho ông Giuđa một cái định mệnh là sau này sẽ bán Chúa. Nếu không có ông Giuđa bán Chúa thì sẽ không có hoàn thành cái công nghiệp cứu chuộc của Chúa. Thì như vậy, ông Giuđa có cái choi nào khác không? Có cái chọn lựa nào không? Nếu ông Giuđa mà ông không bán Chúa thì ai sẽ bán Chúa thế cho ông? Tôi với anh đi. Cảm ơn anh. Thì câu hỏi là tôi hiểu câu hỏi của anh rồi, giờ anh không phải hỏi thêm nữa rồi. Anh bỏ xuống anh ngồi, tôi xin phép anh nha, tôi hiểu ý của anh nha. Câu hỏi của anh mang tính chất gọi là Thiên Chúa tiền định. Rồi thứ hai nữa, trong cái tiền định của Thiên Chúa nó có vẻ mâu thuẫn. Một đàng thì Chúa nhấn mạnh đến là Chúa đến với gia đình bất toàn, một đàng khác thì Chúa lại đòi hỏi một cái sự đòi hỏi quá đáng, là bởi vì ngay cả Giuđa kia kìa, xem ra có vẻ là Chúa đòi hỏi mà chính Chúa lại còn tiền định cho ông ấy là phải sự khốn như vậy. Đấy là mình nghĩ vậy thôi chứ đâu phải vậy. Phải không anh chị em? Thì tôi xin nói nha. Thứ nhất, thưa cha, thế tại sao bây giờ Chúa sinh ra trong một gia đình mà không hoàn hảo như vậy? Tại sao trong cộng đoàn bây giờ chọn người thì phải chọn những người gọi làm sao đúng tiêu chuẩn và hoàn toàn mới ta đứng là phục vụ cho mọi người? Còn như chúng con không hoàn toàn, chẳng ai chấm chúng con đấy cả. Vậy là tốt, bởi vì sao? Cái ông hoàn toàn ông mới ra, mà đa số chúng mình là không hoàn toàn thì ông mới ra, ông đứng đấy mình tha hồ chửi ông ấy. Và càng chửi thì lại càng nhìn thấy tội của mình, và thấy tội của mình thì phải gì? Phải sửa. Anh thử ra Chúa có ý cả. Anh thử ra thôi thì nhớ cái đó nhá. Tôi nói nó có vẻ tếu tếu như vậy, nhưng mà anh chị em thử nghĩ lại. Sự thanh thiện nó không phải là cái chỗ là con người ta đưa ra một tiêu chuẩn rồi chúng ta chọn lựa xong cái là thôi, chấm dứt, không còn có cái sự gì cố gắng nữa. Thánh thiện nó nằm luôn tại một chỗ, đóng ấn cái rụm cái là thôi, được cái màu vinh quang thánh thiện, được cái màu đạo đức, được cái tiêu chuẩn tốt, không có phải cố gắng nữa. Có phải vậy không? Thánh thiện là một tiến trình cả cuộc gì? Cuộc đời cơ mà. Ngày hôm nay thánh thiện, ngày mai thì làm sao? À, ngày mai biết đâu vấp ngã làm sao? Cho nên là chọn thì cứ việc chọn, tiêu chuẩn thì cứ việc đạt. Nhưng mà hiểu là con người bất gì? Bất toàn. Và khi người ta ngã thì mình mới thấy cái ngã của ai?
của mình. Chúa có ý cả nhá. Đấy, đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Chúa có tiền định cho ông Giuđa không? Nếu mà Chúa tiền định cho ông Giuđa thì bất công ai của mình. Chúa có ý cả nhá. Đấy, đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Chúa có tiền định cho ông Giuđa không? Nếu mà Chúa tiền định cho ông Giuđa thì bất công quá, mà không có ông ấy thì ai bán Chúa đây? Anh chị em đọc Kinh Thánh từ trước đến giờ đọc là chỉ có nhìn có một chiều thôi, không hiểu cái hiện trạng lịch sử thời Chúa Giêsu. Thì tôi không bao giờ nói ở đấy, ở đây tôi chỉ nói cái này: ông Giuđa có sự lựa và gì? Và chọn. Chúa không bao giờ mà tiền định cả. Có một cái Chúa tiền định thôi, mà trong Kinh Thánh nói rõ lắm, là cái chương thứ nhất của sách Sáng Thế Ký. Đó là mỗi một lần Chúa dựng xong cái điều gì, Chúa nói cái gì anh chị em? Thật là tốt gì? Tốt đẹp. Everything is so good. Dựng xong cả nam lẫn nữ, mà biết là dựng nam với nữ rồi, nó ở với nhau là có chuyện ấy. Everything is good. Truyền giống đâu mà truyền giáo. Hôm qua có người hỏi thì sao cha Tuấn, con thấy cha, trông thấy cha hạt giống tốt quá, thì cha xin kể kinh nghiệm. Tôi bảo đâu cần phải kể nữa, chỉ cần nói một điều thôi, ông bà cố là giống tốt. Everything is good. Nếu mà chỉ có một cái tiền định, là tiền định cho chúng ta được sự tốt lành và hoàn hảo, yêu như Chúa đã gì? Đã yêu, đang yêu và sẽ gì? Sẽ yêu, có vậy thôi. Để rồi Thánh Augustine nói một câu này này này: lạy Chúa, Chúa đã dựng con nên cho Chúa, Chúa ơi, và tim của con sẽ không ngừng ngập thao thức cho đến khi nó được nghỉ yên trong lòng của gì? Của Chúa. Và nếu mà Chúa có quả tim á, thì tim của Chúa nó ở trong cõi đời đời. Mà nếu mà nhảy vào trong cõi đời đời mà đập trong tình yêu của Chúa, thì đấy là cái tiền định mà Chúa ảo ước. Thế nhưng mà Chúa cho Giuđa được lựa và gì? Và chọn. Trong cái câu chuyện mà thương khó, anh chị em đọc lại Kinh Thánh sẽ thấy điều này. Chúa đã nói với Giuđa điều gì? Phần ngươi, ngươi định làm gì, ngươi hãy làm cho gì? Cho xong. Chúa có bảo là hãy đi làm, bởi vì ngươi đã được định phải gì? Phải làm đâu. Đọc lại xem. Thử ra nhớ nhé. Rồi, xin mời anh. Vâng. Dạ kính thưa cha, con xin vào thẳng vấn đề. Dạ vâng, vô luôn. Cha thì có ba bà bốn chuyện, con chỉ có một bà một chuyện. Vậy là phúc cho anh. Kính thưa cha, có một câu chuyện hai người yêu nhau và nắm tay nhau đưa đến hôn nhân và đi vào trình với cha để xây dựng cuộc sống gia đình. Cho đến khi người cha mẹ một bên lúc đó không biết được là chàng này ra sao, nhưng cô ta chấp nhận. Đến khi sau này mẹ vợ của anh ấy biết được anh ấy thì lại không chấp nhận, bởi vì một cái khía cạnh rất là nhỏ, nhưng vì không, sự không đồng ý bé thì sẽ ra to, cho nên không chấp nhận. Cho nên cái mối tình của hai người đó bị rạn nứt và đến đường chia tay. Nhưng vì sự kính sợ Chúa, cũng như sáng cha đã giảng, sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Người thanh niên ấy chấp nhận, tuy nhiên tình cảm không được mặn mà gì cho mấy, nhưng anh ta vẫn chấp nhận. Vì vậy mà người mẹ vẫn không chấp nhận. Cô kia không đồng ý vì cô ta thương mẹ, nên nghe theo mẹ, cho nên cuộc tình chia tay rồi. Con xin hết. Cảm ơn anh nhiều lắm, cho anh một tràng pháo tay. Vâng. À, trên lầu nữa đấy, thành thử nãy giờ cứ quên mãi. Ok. Rồi. Bây giờ chỉ vì chuyện bé nó xé ra to, bé
mà nó xé ra gì là to, mà đã ra to thì có cho nó lại bé lại được không? Xé tiếp thì nó ra bé lại thôi. Cho nên nếu cứ mà chúng ta cứ đi vào quá khứ mà cứ xé mãi ra thì nó sẽ gì? Mất luôn. Thôi thì nếu như cô ta, mình yêu cô ta và cô ta cũng yêu mình, nhưng mà vì cái vướng trở, vì người mẹ đấy mà không nên không thành. Thế gian này tình yêu nó lạ vậy đấy anh chị em ạ. Có cả 100.000 người con gái thì không có đi gọi là yêu, mà chỉ yêu có cái người đó thôi. Cái tiếng yêu nó lạ vậy đấy. Và bây giờ nếu như cái tình yêu đó nó không thuộc về mình và nó đang thuộc về một cái sự khác, là cái gia đình nó nặng hơn, và cái sự tự do mà cái cô đó không có để mà quyết định, mà bây giờ mình cứ ao ước để cô ấy quyết định cho mình, thì mình tự do, nhưng mà cô ấy có tự do không? Không. Một đàng thì chọn mẹ, một đàng thì chọn người gì? Người yêu. Sâu xé như vậy tự do đâu có đâu. Thì nếu mà cô ta có tiến đến tình yêu của mình chăng nữa, thì trong nội tại của tình yêu đấy nó không tự do, thì vì vậy nó không có thể là gì? Là thành. Mà đến hôn nhân cái điều đó biết đâu sau này sẽ bị đổ gì? Đổ vỡ. Và giáo hội trong trường hợp đấy, giáo hội nói những trường hợp đó nó có thành đâu, có đâu mà thành, vì mất sự tự gì? Tự do. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Tôi mong anh giữ cái đẹp đấy bằng cách dở dang. Con xin hỏi cha một câu như thế này. Con chỉ muốn biết là cái tội đó ai là người lãnh trách nhiệm? Vâng. Kết thúc. Dạ vâng. Tội là gì? Tội là sự lựa chọn mà vắng bóng Thiên gì? Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự sống, vắng bóng Thiên Chúa thì là sự gì? Sự chết. Án của tội đưa đến sự gì? Sự chết. Thiên Chúa là hạnh phúc, vắng bóng hạnh phúc thì đưa đến đau gì? Đau khổ. Thiên Chúa là tình yêu, vắng bóng tình yêu thì đưa đến gì? À, thù hận. Thế thì tội là hậu quả của sự lựa chọn vắng bóng Thiên gì? Thiên Chúa. Thế thì còn làm sao biết đó là vắng bóng Thiên Chúa? Làm sao biết lựa chọn chỗ nào mà nó vắng bóng Thiên Chúa? Thì nhớ lại tội. Tội là tờ ô tô y tôi nặng tội. Hôm nào chọn lựa mà cái gì cũng cứ tôi. Hôm nay tôi một tí, mai tôi một tí. Thì cứ mỗi một lần thế là mình nặng thêm cái gì? Cái tôi thì nó là ta cái gì? Cái tội. Có thế nào? Trách nhiệm với ai? Thì ai chọn mà tôi nhiều quá thì kẻ đấy sinh ra gì? Là tội. Hiểu sao thì hiểu, có tai hãy nghe. Trên lầu. Xin mời. Tí nữa chết đây. Trên lầu có mặt giờ đây. Dạ vâng, xin anh. Xin vào đề liền. Có một trường hợp của một gia đình sau 27-28 năm có 4 người con và người chồng ly dị vợ mình. Sau đó thì xin tòa giám mục để hủy bỏ hôn thú và đã được giấy của tòa giám mục cho phép như vậy. Là những người bà con và bạn bè của gia đình đó nhìn trong hoàn cảnh của gia đình, người vợ không hề phạm những lỗi lầm thực sự trầm trọng để đi đến chuyện phải phá hủy cái hôn nhân đó. Nên những người ở trong gia đình hầu hết là không đồng ý với quyết định của ông chồng. Bây giờ người chồng đi lấy vợ khác và gửi thiệp mời tới những bạn bè và bà con thân thuộc. Thì chúng con nghĩ rằng nếu như mình đi dự, thì một cách gián tiếp mình đã coi như cái hành động đó là nên khích lệ. Nhưng nếu tụi con không đi, thì anh đó nói rằng chúng tôi đã được giáo luật, giáo quyền
tha tội và không còn cái ràng buộc về hôn nhân nữa, thì tại sao lại không đi dự với chúng tôi? Thì trong cái băn khoăn đó, xin cha cho một lời khuyên. Cảm ơn anh nhiều lắm, cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Tôi xin xác định lại nhé, luật hôn nhân là luật của Thiên Chúa, không phải là luật của giáo hội. Tôi nhắc lại, sự gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly. Ai làm phép hôn phối? Ai làm phép hôn phối? Khi mà hai anh chị đến trước mặt giáo hội và đứng trước bàn thờ thề hứa ăn ở với nhau, thì phép hôn phối đó thành hay không là do lời tuyên hứa và sự tự do và thành thật của hai gì? Vợ chồng. Giáo hội, vị linh mục, bởi vậy cái từ tiếng Anh gọi là officiate, là người đứng cử hành hôn lễ, cử hành. Còn hôn phối hôn nhân là do hai gì? Hai người. Bí tích thành là do hai người. Thế thì luật bí tích hôn nhân, bí tích hôn phối là luật của Chúa chứ không phải luật của giáo hội. Cho nên là Đức Giáo Hoàng cũng không có cái quyền mà gọi làm sao phá hủy cái luật đó nếu nó đã gì? Đã thành. Tôi nói lại nhé, tôi không có nói gì gọi là trái luật đâu, mà tôi không có nói gì gọi là rối đạo đâu. Luật hôn phối là luật của Thiên Chúa, không phải là của người đâu mà tôi phải của người đâu mà mình bỏ được. Thế thì khi giáo hội tuyên bố cái hôn nhân đó được gỡ, chúng ta dùng cái từ gọi là tiêu hôn. Xin anh chị em dùng đứng chỗ dùm, đừng có bảo giáo hội cho phép được gọi ly dị. Có nhiều người nói câu tôi nghe ngứa tai vô cùng. Hay là giáo hội cho phép gọi làm sao bỏ cái hôn nhân đó, nghe không có thuận tai mà không đúng bao giờ. Giáo hội có cái quyền đó đâu. Tiêu hôn, mà cái chữ đó cũng chưa có gọi là tích cực. Nói một cách khác, khi giáo hội bắt đầu truy xét từng ly từng tí một, khi mà một người xin cái án tiêu hôn thì hai người đó phải tham dự trong cái vụ án đó chứ không phải chỉ có một. Nó như là một vụ án ở thường ở ngoài vậy. Một người đưa đơn và có nhân chứng và tất cả mọi dữ kiện, thì cái người mà bị đem đơn ra cũng được gửi cái đơn đó để xem xét những cái điều kia người ta nói có đúng hay không, và có quyền hồi tố lại. Cho nên là giáo hội xét rất kỹ, chúng ta đứng ở ngoài chúng ta không hiểu. Chúng ta không hiểu được những nội trạng, hay là nhiều khi chính người đó cũng không hiểu gì cả. Có thể là cả hai. Thế thì tôi xin nói lại, khi mà tiến tới hôn nhân, giáo hội nhìn ở trong cái cặp vợ chồng đó, họ đới đúng, họ thưa yes, em có bằng lòng nhận anh này làm chồng khi vui và khi buồn, khi ốm đau bệnh tật và khi khỏe mạnh hay không? Có. Thế nhưng mà nếu như mất sự tự do, mà tự do nó có nhiều mặt lắm chứ không phải chỉ là tự do ăn nói. Tự do đây là tự do trong ý nghĩ, tự do trong cái gọi là sự thúc đẩy, tự do trong ao ước, tự do trong hành động. Cho nên là đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố hôn nhân, đó là tự do tuyên bố thôi. Còn cái tự do trong ao ước và tự do trong ý chí, tự do trong cái động cơ thúc đẩy, nếu những cái điểm đó mà không có thì tự bản chất cái hôn nhân đấy có đâu mà gì mà thành. Cho nên khi giáo hội tiêu hôn là giáo hội tuyên bố cái hôn nhân đấy nó không gì, không có, chứ không có chuyện cho ly dị. Hôm nay là phải nghe cho kỹ, đừng có hiểu lầm như vậy. Thế thì bây giờ gia đình chúng con xét thấy rằng là anh đó, anh ấy đưa ra cái điều đó thì chúng con biết đấy như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Đây mình đang nói đến hành gì? Hành vi. Mà mình chưa đến nói đến cái động cơ trong lương gì? Lương tâm. Mà động cơ trong lương tâm thì người trong cuộc và kẻ đối diện và đứng để mà trình bày với giáo hội, người đó mới có, mới biết. Mình đứng ở ngoài mình biết đâu mà mình xía chuyện vào. Đấy. Thế thì bây giờ trong trường hợp đó có được nên đi để mà dự không? Anh có sự lựa và gì? Và chọn. Thì tôi khuyên như thế này, nếu tôi ở trong địa vị anh, tôi sẽ làm này. Tôi có thể tôi đi và tôi có thể tôi không đi. Điều đó, cả hai điều đều chấp nhận được. Nhưng xin lấy chữ đức ái làm đầu. Nếu anh đi và người khác dị nghị anh, thì anh biết cái giá trả của sự dị nghị đó
và hiểu là cái tình bạn đó nó thắng vượt cái dị nghị kia, anh đi được tốt. Và nếu trong lòng anh cảm thấy trong lương tâm anh không cho thấy đấy là một điều đáng khuyến khích, mặc dù có thể là có một sự gì công chính trong đó mà ta không hiểu, thì anh có quyền ở nhà và không đi thì cũng không ai trách. Nhưng chúng ta không đi bằng người thì chúng ta đi bằng gì? Bằng lòng, không phải bằng tiền. Giờ tôi hiểu ra rồi. Thế thì xin anh có thể gửi một cánh gì? Cánh thiệp với lời lẽ rất là chân thành cho người ta. Được không anh? Ok. Anh chị em thấy câu trả lời như vậy được không? Ở dưới đây cũng có 3-4 người mà trên kia cũng xin. Bây giờ chúng ta cho dưới đây hay là cho trên kia? Cho trên kia. Thưa, xin lỗi, cho tôi phép ạ. Dạ. Thưa cha, cái trường hợp của ông mới hỏi thì bây giờ như thế này. Khi mà hai người vợ chồng có sự lùng củng, người chồng vô cha xứ thì cha xứ nói một câu: anh chẳng ly dị thì tòa nó cũng cho nó ly dị. À, vì vậy người chồng đi vào cái thế kẹt, ok ly dị, đi sang Mỹ ở. Bây giờ người chồng sang Mỹ có một người bồ mới, không cần làm hôn thú, người đó có được phép dự mình thánh chúa hay không? Hết. Cho anh một tràng pháo tay. Chúng ta thấy không, đây là có nhiều cái feeling lắm vào ạ. Nhiều cái gì mình cảm thấy rất là nhiều cái sự cảm nhận ở trong con người mình lắm hả? Tôi cảm thấy cái điều này, nhưng mà còn có lý gì, lý trí nữa. Tôi không thể nào xét đoán cái điều đó cho anh được. Trong lương tâm, nếu anh gặp trong cái giây phút mà yên ắng hơn, tôi có thể giúp anh được. Nhưng mà tôi nói điều này, thưa cha, nếu mà trong trường hợp đó không ly dị thì tòa nó cũng cho ly dị, thì cứ thử đi theo tòa ly dị xem mày biết. Bởi vì ly dị theo tòa thì cứ việc làm, nhưng mà tòa nó cũng có những cái vấn đề ràng gì, ràng buộc của nó. Ly dị tòa đời được không? Được. Và nếu có tự do lựa và chọn con đường đó thì cũng có tự do chấp nhận hậu gì, hậu quả của việc đó. Còn mình là người phối ngẫu, và nếu mình cho cái đó là không phải là cái hướng đi của mình thì mình có tội gì đâu. Mình còn có phúc nữa. Bởi vì nếu anh ấy khăng khăng đi con đường đó thì anh ấy tạo thêm cái tội của mình thôi. Còn mình cứ ăn ở vui vẻ và mình cứ tiếp tục đi gì, xưng tội rước gì, rước lễ. Mình có phúc đâu có sao đâu. Miễn là đừng có đi gọi là liến phiến như anh. Được không anh chị em? Rồi nhá. Xin anh. Hello. Alo. Con xin vô đề liền. Tại vì con hỏi câu hỏi này có tính cách cũng cộng đồng lắm. Câu hỏi của con rất là ngắn gọn. Thưa cha, thứ nhất, ngừa thai có tội không? Ok, không sao, không sao. Chúa đây từ từ. Chưa có gì đã đòi ném đá nghe rồi. Ok, rồi. Có phương pháp ngừa thai nào không có tội? Rồi. Và nếu ngừa thai có tội, thì những người có tội đó làm sao có thể được giải tội? Rồi. Có 3 câu hỏi vậy. Xin chào cho con trả lời. Vâng, cảm ơn anh. Con dốc lòng chừa cải và nhớ ơn Chúa, thì con lánh xa gì? Dịp tội. Cùng làm việc đến đền tội và tìm việc mà phạm gì? Phạm tội cho sướng. Amen. Chúa bảo là tội nhiều được tha nhiều mà, cho nên ra kia phạm tội tiếp. Ok, rồi, trả lời từng bước một nhé. Không có chuyện ngừa thai. Cái chữ đó là dùng sai. Thai là món quà của sự gì? Sự sống. Mà sự sống thì là món quà của mình hay của Chúa? Chúa là Chúa tể của sự sống. Có ai làm được sự sống đâu? Tôi chưa thấy ai làm sự sống cả. Có cộng tác và sự hiểu biết con người để sự sống xuất hiện thì có không? Nhưng mà vẫn cần phải một sự sống khác. Nếu không làm được sự sống thì chúng ta không có quyền cất sự sống. Cho nên
nên chính vì như vậy đâu có cái chuyện gọi làm sao ngừa không cho sự sống nó ra. Dùng chữ sai. Bởi vì mình đi cái chỗ này nó xì chỗ khác. Giống ông Juda. Nhớ không? Gặp ngay bà Ta Ma nhớ không? Các ông được cái ơn đấy. Ơn vô ngộ á. Vô là không mà ngộ là biết, không biết. Cái từ của nó là gì? Sự sống không phải của mình, cho nên là một món quà của Chúa. Cho nên hai vợ chồng đến với nhau là mở lòng cho tình yêu. Và tình yêu thì có xuất hiện sự gì? Sự sống. Đó là lẽ đương nhiên. Lẽ đương nhiên của cuộc đời. Nếu đi ngạc, đi đạc, đi đi. Mình đi ngược cái lẽ đương nhiên đấy thì là mình đi vào cái hành tinh khác. Mình không còn là người mà mình là gì? Là ngợm. Không là con rồng cháu tiên mà là con giun cháu dế. Thế thì cái từ của nó là kế hoạch hóa gia đình. Không có phải kế hoạch hóa gia đình theo cái ngôn từ của gì? Của ở ngoài đây người ta dùng là vô đây tôi sẽ kế hoạch hóa nó cho. Tôi sẽ đặt ra kế hoạch để tôi hóa. Bằng cách gọi làm sao? Diệt và ngừa, dứt. Thế thì nó cũng xem thôi. Kế hoạch, đặt ra một kế hoạch. Tình yêu là một lựa chọn. Và tình yêu là một tiến trình. Và tình yêu là đi vào cuộc đời của nhau. Và đời nó không có chỉ bắt đầu ở điểm A rồi thì nó chấm dứt ở điểm A. Nhưng mà nó đến điểm Z là đời đời và vĩnh hằng. Thế thì nếu cuộc đời nó là một tiến trình thì cuộc đời cần phải có một sự lựa chọn khôn ngoan và kế hoạch cho đúng đắn hơn. Và như vậy thì hai vợ chồng ăn ở với nhau trong những phương pháp mà giáo hội giúp cho chúng ta hiểu. Chúng ta cứ bảo giáo hội cấm, không có cấm. Giáo hội bảo nên. Cái từ mà ta gọi cấm thật sự là chữ nên. Bởi vì từ trước giờ bảo giáo hội cấm không cho ngừa thai. Đúng rồi, sự sống của mình đâu mà. Cấm là phải rồi. Bởi vì là nếu mà cho người ta gọi là sự sống cứ đem ra mà mình cấm với mình ngừa, mình giết. Thế thì thôi, cứ đi giết đại thì. Giáo hội nào mà giáo hội cho mình đi giết người. Thế thì thử ra không có cái chuyện cấm mà gọi là chuyện gì? Nên. Vì tình yêu là nên có kế gì? Kế hoạch. Và có kế hoạch đó thì tôi xin nói là một con người với nhau thì xin anh bình tĩnh nhá. Và kiên nhẫn nhá. Kế hoạch là cái chỗ này này là không phải ê, tối nay 4 giờ. 4 giờ 15. 4 rưỡi dứt. 5 giờ ngủ. 6 giờ dậy tỉnh bơ. Đâu phải vậy. Cho nên là kế hoạch là đối gì? Đối thoại và có những phương pháp tự gì? Tự nhiên. Thế thì bây giờ này này, những cái đó là tế nhị lắm và là một tiến trình trong lương tâm đi từng bước một nhé. Cho nên đừng có hỏi tôi giờ thưa cha, thế thì giáo hội có cho phép? Không, con không hỏi cha là cho phép hay không, con hỏi cha là như vậy nè. Ví dụ như là nếu như cha nói là ngừa thai hoặc là kế hoạch hóa gia đình á, thì không được là anh đã phạm tội. Không được có nghĩa là người đó đã phạm tội. Bây và giờ, khi người đó đã phạm tội rồi á thì làm sao người ta được đi giải tội? Bây giờ tôi nói anh ví nghe dụ như có đặt được hợp người ta đặt vòng hoặc là người đàn ông đi các ông dân tiên. Tôi hiểu hết mọi sự, anh không phải nói thêm, tôi là thầy cả mà. ý con cũng hỏi là bây giờ như vậy thì làm sao con phải đi vô tòa giải tội, bởi vì con phải từ tôi nói đã nói hết đâu. Ok rồi, thế thì tôi nói lại nhé, xin nói lại. Nói lại, tội là tôi, nặng tôi. Cho nên tôi cứ tiếp tục chọn. Tình yêu là cái chỗ đối thoại. Chứ đâu phải là 5 giờ, tôi nghe. 5 giờ 15, tôi. 5 giờ rưỡi, tôi. Thế thì bây giờ, những cái việc phạm đó, chúng ta lựa và gì? Chọn.
Thế thì có những cái lựa, chúng ta lựa, chúng ta tưởng lựa tốt nhưng mà hóa ra chọn gì? Chọn nhầm, có không? Có. Xảy ra thì là chuyện gì? Chuyện thương con người mà. Thế thì Chúa có tha những cái đó không? Tha. Thế thì xin đến để gặp một vị linh mục, xin gặp Chúa trong tòa cáo gì? Cáo giải, để xin Chúa nhận ơn giao gì? Giao hòa. Và mỗi một trường hợp là mỗi một nỗ lương tâm khác nhau, vì con người là một nhân vị cá biệt mà Thiên Chúa gửi và tặng trong cuộc đời. Cho nên không có dùng cái luật này mà viết ra một phát là làm ý như vậy. Bởi vì tội mà anh chị em nghĩ là tội là gì? Phạm luật đó. Đó là một cái nhìn sai và mình thấy là cổ rồi. Nhưng mà tội là một người ý thức cách lựa chọn một cách có trách nhiệm hơn. Được chưa? Rồi. Cảm ơn chị. Vâng. Chị nhất định muốn hỏi phải không ạ? Ok, mời chị đứng lên. Ra đây, mời chị. Anh chờ nhé. Cảm ơn cha. À, con xin hỏi cha, có những người họ nói với con rằng thì là da mặt mà xấu á, thì người có không có gia đình cũng như người có gia đình thì uống thuốc ngừa thai da mặt nó sẽ đẹp. Đó, được cha. Nếu mà những người mà chưa có gia đình uống thuốc ngừa thai có tội không? Còn những người mà có gia đình rồi thì con nghĩ uống thuốc ngừa thai có tội, là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì giống như bà vừa nói là vấn đề đó, thì con có một đứa con dâu không có đạo và một đứa con rể không có đạo. Thì khi mà con đi ở bên đó, con qua đây ấy, thì cháu không có đạo thì con rất là hợp thức hóa rồi. Còn cái đứa con dâu ấy, thì khi bắt đầu mà về với gia đình con á, thì cháu nó gọi có là người lương nhé. Dạ không. Gọi là người lương. Xin đừng gọi cha. Là người không dạ, có đạo. Sorry cha. Thì cháu nó đạo tin lành cha, con quên. Vậy thì là người có đạo. Có đạo, vâng. Thì con có bảo với cháu rằng thì nó về nó mới khóc với con là nó có bầu với thằng con của con. Thì con biết là cái con này nó không có đàng hoàng lắm, thì con có nhục mạ nó thật. Nhưng mà khi mà nó nói nếu bác không nhận con thì con sẽ phá thai. Con nói thật với Chúa, với cha, với Chúa, từ lúc bây giờ là cái người con nó mềm ra. Và con sẽ bảo với nó là con sẽ ở trong nhà này tôi nuôi, và khi nào đẻ thì con sẽ bảo lãnh nuôi con và lấy cho con của con thì lấy, còn không lấy thì con có thể đi lấy chồng khác. Mà với điều kiện là con của con thì nó bị bệnh nan y, có thể là không chữa được, đại khái như vậy. Thì con nghĩ rằng một người bệnh mà lấy một người con gái đẹp, dù nết nó xấu nhưng nó đẹp và nó trẻ, mà lấy con của con bệnh thì con không có muốn. Thì con mới nói với nó rằng thì suy nghĩ rất là kỹ đi. Nhưng mà nó khóc, nó bảo con rất định lấy thì vào cha. Thì trước mặt Chúa con không có nói sai. Rồi với cha Đăng, con và cha Đăng là cha quản nhiệm của con, thì hai đứa nó ngồi đó thì nó trả lời rằng nó nhất định nó lấy. Nhưng mà sau đó khoảng 15 phút thì cha sẽ đưa cái con bé đi chỗ khác. Và cha hỏi thì có nghĩa là nếu như mà không lấy thằng này có bị đe dọa gì không, hay là bị ép buộc con, thì con bảo đừng vì một đứa con chữa hoang mà phải dấn thân vào một cái thằng chồng bệnh. Trước mặt Thiên Chúa con không có ép, mà con cũng không có bắt buộc phải lấy. Cho nên là con nghĩ rằng các bà cũng vậy, làm mẹ ai cũng là nội và ai cũng là ngoại. Mình sẽ dung hòa cho con. Con bảo là nếu mà lấy nhau thì phải cùng một chí hướng, và một chí hướng đó thì gia đình nó sẽ hạnh phúc. Cảm ơn Chúa bây giờ cháu nó được hai đứa con, và nó được và nó được cha nó được ngừa thai là vì chồng nó bệnh, chỉ được quyền đẻ hai đứa con, một gái và một trai. Bác sĩ nhà thương chứng nhận và cha cũng cho phép là cháu ngừng đẻ. Trong cái thời gian ngừng đẻ đó thì con nghĩ rằng Chúa cũng là một chuyện sắp xếp. Thằng con của con nó chẳng may phải vào tù cho tới bây giờ là 31 tháng. Thì với sự bảo trợ của con đó, thì con nói thật với cha rằng mọi sự dâng cho Chúa và cầu nguyện Chúa sẽ làm việc cho. Cảm ơn chị. Đây là mấu chuyện của bà Ruth. À, bà Ruth có câu chuyện cũng giống y như chị, chịu chân chuyên với tất cả cuộc đời và Chúa làm việc. Chú thấy không? Baruch Ata Adonai, chúc tụng Chúa vì Chúa đã chúc phúc và con đã nhận được quyền năng của Chúa trong những trái oan của cuộc đời. Cảm ơn chị cái điều đó. Tôi không cần phải khuyên thêm nữa. Anh chị em hiểu rồi nhá. Rồi. Thì nói tóm lại cái của chị là gì anh chị em? Đấy. Ngừa thai. Đấy. Rồi đi phá thai. Khi mà nghe cái chữ đó chúng ta rủn ra nhá.
Thế còn cái việc mà anh ấy bệnh tật như thế này, thế khác, xin nói lại, lương tâm nó không phải là một công gì, công thức. Cho nên đừng có áp dụng mà tùm lum không có được nhá. Mỗi một người có một trường hợp khác gì, khác nhau. Cho nên anh chị em có những trường hợp tế nhị phải gặp các cha để giúp cho mình trong cái hiểu biết, đi trong cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhá. Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Cho chị một tràng pháo tay nữa anh chị em. Xin anh. Thưa cha. À bên này à. Giê-xu hôm nay hội thảo hăng say quá. Thôi bây giờ đã mời bên đây thì phải mời, chứ giờ rút lại nữa. Rút lại co lại thì làm sao. Để cho anh ấy xong rồi tôi mời anh nhé. Dạ thưa cha, giáo xứ hàng xóm của con á, thì có một gia đình là... Nói xa xa thôi. Dạ, nói xa xa không dám nói gần. Nó xa nhưng mà nó thật. Dạ. Là giáo xứ hàng xóm của con có một gia đình là giữa giới trẻ, giữa con cái và cha mẹ có một cái lối cầu nguyện khác nhau. Vâng. À, thuở bé thì các cháu cầu nguyện với cha mẹ đọc kinh hết chuỗi này sang chuỗi kia, no problem. Đến khi mà tụi nó lên trung học thì cái lối cầu nguyện nó lại khác. Nó không muốn đọc kinh vô chung với cha mẹ. Nó bảo là giống như cái công thức, tối ngày cứ nhấp đi nhấp lại có nhiều chán chết. Nó cầu nguyện cũng như bà cổ tổ của ông Chúa Giê-xu. Lấy hết lòng cầu nguyện. Như thế thì giữa con cái và cha mẹ có hai lối cầu nguyện khác nhau, đâm ra bực bội từ trong gia đình. Với lại khi kiệu, nó bảo tại sao không kiệu ông Chúa Giê-xu, cứ kiệu nó mẹ hoài. Hôm nào làm mấy kiệu cho nó lên ngồi. Nó đó, thích quá nó lại xin kiệu tiếp. Thành thử ra giữa hai cái thế hệ hoàn toàn chống chọi với nhau thì xin cha cho một cái ý kiến. Vâng. Yeah. Cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Ok, rồi. Xin nói này nhé. Phải dung hòa cả hai và phải học được cái phong phú cả hai. Anh chị em đừng có nói là ngày hôm nay các cha giờ trẻ thì không có lạc hậu, thành thử không có biết cầu nguyện, không biết lần hạt, không có biết ngắm sự vui, sự mừng, sự thương gì cả. Bây giờ mà bảo các cha ngắm năm sự mừng với năm sự vui đi, có cha sẽ ngắm được, có cha không ngắm được ạ. Thế thì bây giờ cầu nguyện bằng lòng được không? Dĩ nhiên đứa, cầu nguyện là nói chút lòng của mình ra. Và nếu một công thức, một lời kinh để giúp cho chúng ta chút lòng mình ra được thì là một điều rất gì? Rất tốt. Người ta bảo giữ đạo thì cứ giữ đạo tại tâm. Để cái này mình nào mình nói với lại con cái mình như thế này này, cứ suốt ngày đi lễ, suốt ngày đọc kinh, không có cầu nguyện theo cái cách của người khác. Con ở nhà con không cần phải đi lễ, giữ đạo tại tâm được rồi. Cầu nguyện gặp Chúa ở nhà, Chúa ở khắp mọi nơi, được không? Được chứ, đâu có sao đâu. Thế nhưng mà nó có một cái như thế này, chưa gì mà đã nô rồi. Giữ đạo tại tâm, hôm nào mình dạy nó, mình bảo ok, không sao con, no problem. Không cần đọc kinh, giữ đạo tại tâm, không cần diễn đạt. Hôm nào mày yêu con nhỏ nào ấy, mày cũng yêu tại tâm thôi nhá. Đừng có mua hoa, mua cạc cho nó, bởi vì tại tâm tốt hơn. Xem nó nói làm sao. Và hãy dạy làm gương bằng gì? Hành động. Đứng áp đặt kẻ khác mà làm gương bằng hành gì? Hành động. Hành động làm không được. Cầu nguyện còn có cái sự rủ rê nữa. Tiếng Việt hay lắm. Rủ không được thì gì? Rê nó đi. Từ trước đến giờ không có chịu nghĩ nhiều cái phương cách, đóng vào trong một phương cách, xong rồi trách nó, chửi nó. Chửi nó lại thêm tội cho mình. Chửi nó có biết nghe đâu. Nó mình nghe thôi chứ nó có nghe đâu. Nó có hiểu tiếng Việt đâu. Thế nên thử ra là rủ không được gì thì rê. Và làm gương bằng việc làm. Năm ngoái tôi kể cái câu chuyện này tôi nói rồi. Có một cái em tôi hỏi, lớn lên còn muốn giống ai? Và thưa cha, còn muốn giống bố còn. Mình nghe mình mừng lắm, một đứa bé như vậy mà nó đòi giống bố, thật là một cái sự rất hãnh diện. Tôi mới hỏi tại sao con muốn giống bố. Và thưa cha, con muốn giống bố chứ, là bởi vì ngày Chủ nhật chỉ có mình bố con là không phải đi lễ. Phải làm việc bằng hành gì? Hành động. Tôi hứa với anh này, tôi phải cho anh này đã nha. Xin mời anh. Được không? Trả lời vậy được chưa ạ? Dạ thưa cha, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là
trong xã hội đất nước Việt Nam mình á, là đất nước phân chia và kinh tế không ổn định, thì có trường hợp là người ngoài Thiên Chúa giáo lấy một người Thiên Chúa giáo mà đã có gia đình, thì cái luật giáo hội chúng ta là không cho lập phép hôn nhân. Nhưng mà con không biết lý do gì không cho lập phép hôn nhân thì con chấp nhận. Nhưng mà khi cái người ngoài Thiên Chúa giáo đi xin các cha sở tại ở các giáo xứ mình sinh sống và thậm chí con không được chịu phép rửa tội hoặc phép thêm sức, là một điều đó là con nghĩ là giáo hội của chúng ta có quá khắt khe, và các cha sở có thể nào mà du di xin được Đức Giám Mục du di cho cái người mà ngoài Thiên Chúa giáo, lập cái người mà có Thiên Chúa giáo đã có gia đình rồi được phép rửa tội, chịu phép thêm sức ngoài cái phép bí tích hôn nhân và bí tích rước lễ lần đầu, không được. Cái điều đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái điều cái thứ hai, câu hỏi thứ hai nữa là sau khi cặp gia đình đó sống được 10 năm, 15 năm, 25 năm thì có một cha ở dòng chú cứu thế như cha là chấp nhận. Tôi không phải dòng chú cứu thế. Dạ, một dòng chú cứu thế chấp nhận cho cái người ngoài Thiên Chúa giáo được phép rửa tội, chịu phép rước lễ lần đầu, phép thêm sức, nhưng phép hôn nhân cũng không được. Nhưng mà vì cái người đó vì muốn tôn trọng cha sở tại lên hỏi ý kiến cha sở tại, mà cha sở tại kêu nếu cái luật là con cũng không được, nhưng mà nếu con muốn thì con cứ đi theo xuống với cái cha mà bằng lòng con làm, vì quá tôn trọng cha sở tại và kính mến, cho nên cái người mà ngoài Thiên Chúa giáo không muốn đi theo, không muốn chịu phép rửa tội và thêm sức của cha kia và vẫn ở lại đó. Là con hỏi cha câu thứ hai là hai cha đó, cha nào xử sự đúng và cha nào xử sự sai theo luật của giáo hội. Dạ, con cảm ơn cha. Ok, cảm ơn anh, cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Trước hết, trong luân lý có một cái trường hợp là giữa hai cái gọi là lựa chọn, mà cả hai lựa chọn đều đúng luân lý thì có cái có thể được chọn hơn. Mình chọn cái gì? Cái hơn. Và mình có quyền tự do trong lương tâm để lựa chọn cái gì? Cái hơn. Nhưng mà giáo hội giúp cho để thấy, bởi vậy mới gọi là tòa trong và tiếng lương tâm để giúp cho thấy đấy. Hả? Trong hai lựa chọn, thường ta phải chọn cái gì? Cái tốt, không bao giờ chọn cái gì? Cái xấu. Cho nên là giữa, lắm lúc có những cái hai cái nó không phải là xấu hay là tốt với xấu, mà nó là hai cái đều tốt, ta có quyền chọn cái tốt hơn. Hả? Là một, tôi không nói cái nào tốt hơn nhé. Thứ hai, điểm mà chúng ta nhìn bên ngoài theo cách anh nói đó là có thể là cái người mà ở ngoài Thiên Chúa giáo đó, chúng ta gọi là anh chị em bên lương đó, nó có gia đình và cha sở đó không bằng lòng để mà cho người đó được lãnh nhận bí tích rửa tội để có thể hợp thức hóa và tiến tới nhận bí tích hôn phối. Là bởi vì thế này, có thể có cái trường hợp này mà mình không biết, là bởi vì thế này thưa anh chị em, mặc dù cho phép một người gọi là có đạo Thiên Chúa giáo và lập gia đình với người ngoài Thiên Chúa giáo, người ta gọi là hôn nhân dị giáo, nhưng mà nếu cái người mà anh chị em bên lương đó có gia đình và theo luật công bằng, nếu có con cái và người đó phải có bổn phận chu tất cho con cái đó, mà nếu người đó không làm vì sẽ lập gia đình với người Công giáo mà không làm cái việc kia, hoặc không có khả năng để tiến tới, hoặc không thể gọi là làm được, thì trong đức công bằng đó, vì sự khôn ngoan đó, vị sở tại có thể nói làm sao? Không cho phép làm. Nhá. Thế thì trong một cái hoàn cảnh nó tế nhị nào đó mình không có biết, anh chị em không biết đâu, tại vì tôi thấy có những cái trường hợp đã đến với tôi hiểu nó có những trường hợp tế nhị lắm, thuế má nữa, anh chị em không biết đâu. Đủ mọi giống hết á, nhìn bên ngoài vậy nhưng mà bên trong đủ mọi giống hết. Và khi không có tự do thì vị linh mục đó có quyền nói vì con chưa có cởi hết tất cả các cái ràng buộc đó thì con đừng nên tiến tới vội. Nhưng mà có những người khác bảo nhưng mà con có thể biết là chưa có hết những ràng buộc mà con có thể đi từng bước một trong cái ràng buộc đó. Và nếu có một cha giúp cho để hiểu được cái trách nhiệm đó để làm thì có thể tiến tới cái đó. Và để tránh, để không có làm cái sự gương mù cho kẻ khác, bởi vì kẻ khác không biết hết cái chuyện bên trong, họ tưởng đó là cái trường hợp gọi là công thức, thấy đây như một công thức, ông này được phép làm là bắt đầu bắt chiếc làm, nó trở thành một cái gương xấu, thì vị đó có thể khuyên phải đến một nơi xa là như vậy nhá. Cho nên anh chị em phải rất cẩn gì, cẩn thận. Hiểu hết được mọi ý nghĩa chưa ạ? Ok, tôi trả lời vậy được chưa anh chị em? Cuối nhá. Rồi bây giờ thì đã hứa thì anh đó rồi, đến anh nhé. Rồi hết
Hai cái là thôi phải không ạ? Ok. Người con gái Chúa tôi từ từ. Dạ vâng. Dạ. Người con gái 21 tuổi. Vâng. Học ở đại học. Vâng. Và đi yêu một cậu con trai 15 tuổi. Vâng. Cha mẹ thấy rằng người con trai này ưa chơi hơn là ham học. Và nhìn cha mẹ nhìn thấy một cái tương lai đen tối cho con gái mình. Cho nên đã tìm mọi cách khuyên răn. Và thậm chí có những các cái ngăn cản. Thế thì có một tình yêu khác đến với cô này. Và người này thật là đạo đức. Và cha mẹ thì nhìn thấy được điều này lại cũng muốn đứa con của mình nó đi theo dễ dàng để cho vâng cái lời khuyên của cha mẹ đưa nó về con đường đạo đức tốt hơn. Vì vậy cho nên khuyên nó đi theo cái mối tình thứ hai. Thưa cha, sự can thiệp này của cha mẹ có lỗi gì trong vấn đề xúc phạm vào tình yêu của tuổi trẻ hay không? Cảm ơn bác rất nhiều. Xin cho bác một tràng pháo tay lớn đi anh chị em. Trong trường hợp này tôi có thể nói là không những không xúc phạm mà nên can thiệp nữa. Là bởi vì tình yêu căn bản là sự tự gì? Tự do. 15 tuổi hiểu cái gì về tự do đâu. Nó 15 tuổi làm sao nó hiểu được tất cả sự tự do. Nó đã có cái kinh nghiệm gì đâu mà nó biết. Cái tự do nó có hay không là cái tự do làm cái ấy đấy. Chỉ có mỗi cái tự do là hiểu đây. Là tự do là tiến tới ăn ở với nhau cho nhau kỷ niệm thôi. Cái đấy để nó biết cái tự do đó tốt lắm, nó biết làm kỹ lắm. Còn những cái tự do khác nó không biết bởi vì nó chưa đủ tuổi đi vào kinh nghiệm của cuộc gì, cuộc đời. Thế thì cha mẹ cần phải can gì, can thiệp. Điều đó rõ ràng, không có gì gọi là lỗi cả nhé. Vâng. Cảm ơn cha. Vâng. Xin này. Và anh xong rồi thì một chị ở đây nữa là phải ngưng thôi, chứ không thôi thì không đủ giờ, chúng ta quá giờ rồi. À, cha với lại còn cha. Tôi sẽ gặp bác sau. Thưa cha. Dạ thưa cha, nãy giờ cha... Anh nói to tôi không nghe thấy đâu, anh để sát miệng. Thưa cha, nãy giờ cha kể là chuyện của cụ ước, nhưng tụi con với trẻ nên coi cụ ước hay là coi tân ước cha? Ok, coi cả hai. Như vậy ta cụ ước cha kể hồi xưa tổ tiên của mình là có thể có hai ba người vợ được. Còn tuổi trẻ bây giờ nếu mà lật cái sách này ra đọc rồi sẽ nghĩ như thế nào cha? Vâng, ok rồi. Nó có giá trả cả. Luân lý và sự hiểu biết của Thiên Chúa thì được mặc khải theo từng thời đại. Và mỗi một thời đại có một văn minh. Và Thiên Chúa tôn trọng tự do, cho nên Thiên Chúa huấn dạy con người đi trong tự do và văn minh đó. Và Thiên Chúa cũng phải kiên gì? Kiên nhẫn. Chính vì vậy mà cụ ước chúng ta thấy có những giai đoạn mà các cụ tổ có hai vợ. Thật sự ra còn nhiều chứ, ông vua Salomon tới 900 bà vợ cơ. Thế thì bây giờ tôi xin nói anh như thế này. Thôi, một vợ đủ rồi. Bây giờ mà muốn đèo bồng hai vợ, thuế đâu mà trả. Được chưa? Ok. Thế thì tôi nói lại này, xin đừng nhìn trắng và gì và đen, bởi vì cụ ước và tân ước là một câu chuyện lịch sử trong cuộc gì cuộc đời. Hãy nhìn cuộc đời của mình trong cái cuốn sách đó nhé. Gặp cha sau nhá. Ok, cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Trời ơi. Rồi, xin anh chị em kiên nhẫn một chút, bởi vì sau cái này chúng ta cầu nguyện mới về, đừng có bất lịch sự nhé. Chúa tôi chưa gặp xong Chúa là vác đít về. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi à. Ok, rất lẹ. Dạ, con xin hỏi lẹ tại vì cha cũng mệt rồi. Dạ vâng. Cha nói là chú tha tội hết mọi tội lỗi. Vậy con xin hỏi trong cái hôn nhân mà cha nói, nếu mà giáo hội có thể phá gỡ cái bí tích hôn nhân thì trong bao lâu có thể giải cho một cái cặp vợ chồng mà giáo hội suy xét rõ ràng rồi mà thấy được nên gỡ cái bí tích đó cho vợ chồng. Tôi xin nhắc lại, giáo hội có gỡ không? Giáo hội tuyên bố cái hôn nhân đấy không có, không có đâu mà không thành, hẳn. Có vậy thôi. Yeah. Và để hiểu và biết cái chút nào mà không có mà thành cần phải có thời gì? Thời gian.
Và mỗi một người là một hoàn cảnh khác nhau và một trạng huống khác nhau, cho nên thời gian khác nhau, không thể công thức hóa nó được. Hỏi tôi làm sao tôi biết được à. Dạ, nhưng mà thời gian thì nó có thì nó phải gì? Phải ngừng. Nó có điểm đầu thì nó phải có điểm cuối. Cho nên là nếu thật sự cái tiến trình nó có thì nó sẽ gì? Sẽ thành. Nó sẽ có cái kết quả. Được chưa? Anh chị em thân mến, chúng ta một lần nữa cảm ơn. Không, ngồi xuống, đừng lo à, tôi không bắt anh chị em đứng à. Một lần nữa tôi cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn và ở lại đây ngày hôm nay. Chúng ta ngồi trong đây đông quá, chắc là ngạt hơi đấy, máy lạnh chạy không kịp. Thế thì chúng ta cảm ơn nhau vì đã ở với nhau hơn một giờ đồng hồ và kiên nhẫn với nhau. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta được cái sự kiên nhẫn tình người ở đây. Chúng ta cho nhau một tràng pháo tay thật lớn anh chị em.